thằng cảm ơn nhá. Tỉnh lại đi ông ơi. Người ta đẹp trai sáng láng như thế kia, còn ông thì chồng. Này, tôi nói thật nhá, tôi đẹp trai hơn cái thằng Hoàng kia nhiều. Gì? Gớm, nhìn gì mà chăm chú đấy? Nằm dai đẹp. Lại Hoàng à? Tôi đã nói bao lần rồi, Hoàng nó không đẹp dai bằng tôi đâu. Trời trời ơi, ông á không bằng một móng tay của Hoàng đâu nhá. Đau. Này, có phải ông chưa từng thấy Hoàng không? Giúp tôi đi nhá. Giúp cái gì? Thì ông kết nối cho tôi với Hoàng ấy nhá. Kết nối kiểu gì? Thì bây giờ ông hay đi cùng Hoàng, ông phải chịu khó nói tốt về tôi với Hoàng vào. Nói tốt như thế nào? Thì ông bảo với Hoàng là tôi là một người xinh đẹp này, thùy mị này, nết na này. À, mà ông nhớ bảo là tôi rất thích đọc sách nhá. À không. À, bảo tôi là một đứa mọt sách. Ngọc ơi, ôi, bà phải xem lại mình đi chứ. Trong cặp thì lúc nào cũng toàn son với chả phấn, làm gì có sách vở đâu mà đòi mặt sách. Giời ạ, thì ai bắt ông khai thật đâu. Ê, ông cứ giúp tôi cái vụ này đi. Nếu mà thành công á, tôi sẽ trả tiền mai mối cho ông thật hậu hĩnh nhá. Thôi, rồi thống đi đi. Đi đâu? Thì đi kết nối tôi với Hoàng ấy, đi nhá. Gớm, nghe bảo tôi chăm đấy. Giải khuây tí thôi. Tôi chưa thấy ai đàn ông như ông giải khuây bằng cách đọc sách đâu. Không cẩn thận ấy, thành mọt sách là hỏng hết đời trai đấy. Sao lại hỏng đời trai? Thì ông cứ đọc sách mãi, chả kiếm em gấu nào để mà tán tỉnh. Thế thì là hỏng đời trai chứ làm sao. Thôi, không phải lo cái chuyện đấy đâu. Công nhận cái gu thẩm mỹ của ông đặc biệt phết nhỉ. Bảo tôi ra đây ngồi nói chuyện với bà cho nó vui. Tôi cần Hoàng chứ đâu cần ông Thế Thân đâu. Ông ơi. Đi. Hoàng thích cái con bé nhà nghèo chưa á? Đâu? Cái kìa. Đừng nói chuyện cái kìa. Thì tôi thấy là Hoàng thi thoảng cũng để ý đến con bé đấy. Sao không bảo với tôi? Cái con bé đó thì có cái gì mà Hoàng thích chứ? Được rồi, để xem ai hơn ai. Động vào đầu con này thì động phải tổ kiến lửa rồi đấy. Thank you.
Ba làm cái gì đấy? Ra đây. Bỏ tay tôi ra. Gươm. Bỏ ra. Gì? Này, tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời không ạ? Ừ. Động đất à? Tôi không đùa đâu. Chứ làm gì có ai đùa với bà? Bà cứ hùng hổ như là động đất đấy. Có chuyện gì mà bà cứ sốt hết cả xình xịch lên đấy? Tôi vừa phát hiện ra cái con bé nhà nghèo mà Hoàng thích á. Có chuyện gì thì bà nói luôn đi. Bà cứ sồn hết ca lên đi. Này, chân con bé đấy toàn lông thôi không ạ? Lông á? Nó nhỏ thôi. Thật bảo sao á, nó suốt ngày kín mít từ đầu tới cuối chân ấy. Đúng. Suốt ngày kín mít từ đầu tới chân. Đã thế lại lúc nào cũng nem nép một mình cơ. Này ông ơi, tôi đang có cái ý định này, ông xem được không nhá? Bà định làm thế thật á? Chứ còn sao nữa. Tôi phải cho Hoàng thấy được cái sự thật đằng sau cái lớp áo chống nắng kín mít kia của nó. Đảm bảo nhá, sau khi Hoàng biết sự thật, Hoàng sẽ bỏ ngay cái định thích nó, quay trở về với tôi thôi. Ok không? Thế nhưng mà tôi thấy làm như thế là hơi quá đấy. Quá chứ là quá. Một khi con này đã thích ý, thì đừng có ai động vào. Nhưng mà tóm lại là ông có giúp tôi không? Hay để tôi tự làm đây? Thì làm. Nhưng mà tôi cứ thấy tội cho... Tội lỗi. Ông lúc nào cũng tội lỗi. Thì bây giờ nhá, ông cứ thử nhìn người mình thích cái nhòm ngó người khác xem cảm xúc ông thế nào. Thì người tôi thích cũng đang đi... Thôi, dẹp cái người yêu ông lại. Bây giờ trước hết là ông giúp tôi đã. Nhá. Hôm nay là thứ hai, phải mặc váy đồng phục. Cơ hội của mình đến rồi đấy. Tôi cứ thấy tội kiểu gì ấy. Tội cái gì mà tội? Sao ngốc thế ạ? Mà này, ông đừng có nhụt chí nhá. Không thì là chết với tôi đấy biết chưa? Được rồi. Ê, dạ em chào cô tổng phụ trách ạ. Dạ vâng, cô đi kiểm tra này hết đồng phục đấy đúng không ạ? Ôi, chào. Ôi, Sang ơi, Trang là người rừng à? Ôi số. Thế này mà cái thằng Hoàng nó cũng thích được. Ê, đi đột này, chân có nhiều đâu. Thôi, chê chắn làm cái gì? Cha mẹ sinh ra thế nào ấy thì cứ như vậy mà sống đi. Mà ấy, cậu ấy đúng là cái đầu khỉ đột chưa tiến hóa hết mà. Nhìn cái đám lông kìa, phát khiếp lên được ý. Đằng nào thì ai cũng sẽ biết thôi. Trang cứ để đấy, tớ cầm hộ Trang cho. Đây là chuyện của tôi, tại sao anh người này cứ... Làm sao á? Chính mày đã cướp người yêu của tao. Mày còn hỏi tại sao á? Sao mày không tự nhìn lại cái bản thân của mày đi? Có ra người không mà đòi với cao hả? Tôi không hiểu hai người nói chuyện gì cả. Thôi, đừng có giả bộ ngây thơ nữa cô em ơi. Còn giả bộ làm nai á. Con này nhá, làm cáo lâu rồi. Hoàng ơi. Này. Ôi, cậu thấy tận mắt chưa? Trang là người rừng đấy. Hai người thôi đi. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng của mình. Đừng có lôi người khác ra làm trò đùa như thế. Mình vừa mới cạo tuần trước, sao lên nhiều thế này nhỉ? Làm sao để xử lý đám lông này bây giờ? Tôi xấu hổ quá đi mất. Sao có thành thế đâu chứ?
tại sao họ lại thích cái con bé nhà nghèo lại còn xấu xa như thế đâu chứ? Được rồi, cậu đừng như thế nữa. Cảm ơn Hoàng về chuyện hôm trước nhá. À, Trang dùng thử cái này đi, rất tốt đấy. Đây là... đây là kem tẩy lông SOV, dùng để tẩy lông tại nhà an toàn, hiệu quả, không đau rát. Bạn của Hoàng dùng cái này rất tốt nên giới thiệu cho Hoàng. Tẩy sạch lông trong 10 phút thôi. Trang có thể mang theo tiện dùng mọi lúc mọi nơi. Trang sợ sẽ mọc lại nhiều hơn. Trang yên tâm đi, bạn Hoàng đã dùng rất nhiều rồi và bảo lông sẽ mỏng và thưa hơn sau mỗi lần sử dụng đấy. Kem tẩy lông SOV có nhiều thành phần dưỡng da, làm se khít lỗ chân lông và làm trắng sáng, mịn màng làn da. Cảm ơn Hoàng. Thấy Trang như thế này, Hoàng không ngại à? Ngại gì đâu Trang, vấn đề này nhỏ mà lại do cơ địa của mỗi người nên mình tìm cách giải quyết là được mà. Trang cũng tự tin lên nhá. Thay lời cảm ơn thì Trang đồng ý làm bạn Hoàng nhá. Trang... bạn bình thường thôi, vì Hoàng nhận ra là Trang cũng có sở thích đọc sách giống Hoàng đấy. Dạo này quên nào trồng nắng suốt nhờ. Lại trêu Trang rồi. Đấy, người đẹp như này cơ mà, trước kia lúc nào cũng sù sụ cái áo trồng nắng, mất hết cả vẻ đẹp của người phụ nữ đi. Tất cả là nhờ kem SUV mà Hoàng tặng đấy. Bây giờ Trang đi đâu cũng mang nó ở trong túi. Mà bây giờ Trang mới phát hiện ra Hoàng cũng là kiểu nịnh bợ đấy nhở. Hoàng nói thật đấy. Mà này, từ giờ nhá, đừng có tự ti về điểm yếu của mình nữa, nhớ chưa? Con bé đó thì có cái gì hơn đâu chứ. Thôi được rồi, con có sang ở đây cơ mà. Ông á? Ừ. Ông có cái gì thú vị? À, tôi không có cái gì mà bù lại được cái đẹp trai này. Ôi trời ơi, tỉnh lại đi ông ơi. Ơ kìa, Ngọc, đợi tôi với. Chứng của tôi cô ơi.
cô gái kia. Cô một vừa hai phải thôi chứ. Bác ơi, bác có sao không ạ? Cảm ơn cô, tôi không sao. Chứng của tôi. Thật không ngờ một người sang trọng như cô mà lại làm ra những cái hành động hèn hạ như vậy. Cô không sợ cư xử kém văn hóa với người già, người sau này sẽ bị báo ứng à? Này, mày không biết cái gì thì tém tém cái mồm lại nhá. Con mụ già này, sao tao phải tử tế với nó? Và với cái thân phận tiểu thư như tôi ý, thì càng không phải như vậy. Ôi, ở nhà mẹ cô dạy cô thế nào mà cô lại ăn nói như thế hả? Cái gì? Này, con mụ già như bà ấy, cô chỉ đâm chết bà là may 70 đời với bà thôi. Cô nên cẩn trọng lời nói của mình, không phải lời nào cũng nói ra được đâu. Cô ơi, cô đừng làm phiền người ta nữa. Người ta trẻ khỏe, nhiều tiền, còn tôi, phận tôi tớ, không sánh được với người ta đâu cô ạ. Đúng, bà nói đúng đấy, biết thân biết phận như thế là tốt. Vậy thì đưa tiền đây. Tiền? Đương nhiên là nhiều tiền rồi, bà làm bẩn xước hết cả xe của tôi rồi. Cô phải đưa tiền cho tôi chứ nhỉ? Nhưng mà tôi không có tiền. Xe của cô cũng có bị xước miếng nào đâu. Trong cái trứng của bác ấy thì bị cô đập nát hết rồi. Cô mới là người sai, cô mới cần phải bồi thường cho bác ấy đấy. Tao không thích đôi co với cái loại chúng mày nữa. Câm mồm, nôn tiền ở đây. Nhưng mà tôi không có tiền. Đúng là cái lý do của bọn nhà nghèo mà. Thôi được rồi, không có tiền cũng được. Về nhà tao ở đợ đi, tao cho làm không công cả đời. Tiền chứ gì. Được rồi, tôi sẽ đền thay cho bác ấy. Biết điều như thế là tốt đấy. Cô ơi, cô ơi, cô đưa tiền cho người ta rồi à? Cô có đưa nhiều không? Khổ quá. Thôi được rồi, để tôi đi bán trứng rồi tôi gom góp đủ tiền trả cho cô nhá. Không sao đâu bác ạ, cháu không bắt bác phải trả cho cháu đâu mà. Nhưng bác đi bán trứng thế này lâu chưa ạ? Mắt mũi tôi như thế này chẳng làm được gì cả. Tôi chỉ đi bán vài quả trứng, kiếm đi tiền để sống cho qua ngày thôi. Nhưng mà buôn bán bây giờ khổ lắm cô ạ. Có đứa thì nó cháo trứng thối, đứa thì nó định đưa tiền giả, có người lại còn trả thiếu tiền cho tôi nữa. Vất vả thật đấy ạ. À bác ơi, nhà cháu đang thiếu người giúp việc, hay là bác qua làm cho cháu nhá. Tốt quá. Nhưng mà mắt mũi tôi như thế này thì liệu tôi có làm được gì cho cô không? Thật ra thì cháu cũng chỉ cần bác dọn nhà một tuần một lần cho cháu thôi. Cơm nước thì bác không cần phải nấu vì cháu quen ăn ở ngoài rồi. Bác ăn ngủ nghỉ tại nhà cháu luôn. Mỗi tháng cháu sẽ vẫn trả cho bác 9 triệu. Có được không ạ? Được. Cô tốt với tôi quá. Cảm ơn cô nhá. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ vâng, cháu đưa bác về. Đây đợi cháu một chút nhá, rồi cháu đưa bác về. Hay là thôi, để tôi tự đi về. Chứ mắt mũi tôi như thế này vào đấy sợ là mất mặt cô lắm. Mất mặt à? Đâu, mặt cháu vẫn còn nguyên cơ mà. Chẳng qua là tiện đường đi qua đây thì cháu vào bảo dưỡng xe một chút thôi, rồi hai bác cháu mình về. Nhưng mà cô ơi, cô không phải đưa tôi đi khám nữa đâu. Mắt mũi tôi đã như thế này rồi, chữa trị làm gì cho nó tốn kém ra. Tháng nào cô cũng đưa tôi đi khám như thế này, thật tôi áy náy lắm. Hôm nay bác cũng đi khám rồi đấy. Bác sĩ nói là bệnh của bác cần phải lạc quan và vui vẻ thì mọi bệnh tật đều sẽ tan biến hết cơ mà. Bác đợi cháu một chút. Ôi trời ơi, ai vào đây?
cái showroom sang xịn mịn của nhà mình ý, xem chừng bây giờ ai thích đến thì đến nhỉ. Chó này, gà này, mèo này, khỉ này, cái gì cũng đến được hết ý. Đúng là cái dạng xịn nước hoa có mùi mà. Cô cũng giỏi thật đấy, nói chuyện ngôn từ phong phú, thế nhưng mà thiếu mất vế trước. Đấy chính là nhân cách thối tha. Mày! Nhưng mà thôi không sao, anh của tao ấy là chủ cái showroom này, nhà tao thì cực kỳ là giàu luôn. Đối với cái hạng người như mày ấy, chuyên lo chuyện bao đồng, tao không phải hạ mình xuống nói chuyện với mày làm cái gì cả. Bẩn nhân cách. Lo chuyện bao đồng á? Tại sao cô không nghĩ là tôi rất thích quan tâm đến những người xung quanh? Hôm nay tôi đến đây để bảo dưỡng xe, phiền cô sắp xếp nhân viên làm việc cho tôi. Cái gì cô? Bảo dưỡng xe á? Cái hạng ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng như mày ý, lấy tiền đâu ra mà bảo dưỡng xe? Thôi, không có tiền thì phiên phiến đi, đừng có mà làm phiền thiên hạ nữa. Bà già mù kia, vào đây. Cháu đây bác ơi. Trời, gì nữa đây? Bây giờ cũng như người hay thật đấy. Cái người tốt ấy thì không tiếp giao, thích đi kết giao với cái loại đầu đường xó chợ lại còn mù dở thế này nữa. Ngu mạng phết nhờ. Cả người thì đầy trứng hôi tanh nữa. Kinh tởm thật, nghĩ thì buồn nôn. Phiền cô cẩn trọng lời nói của mình. Vậy á, cũng được. Bác ơi, tao có thể cẩn trọng lời nói của tao, nhưng mà ấy, hành động sao chứ là không. Tôi không sao đâu. Cô đừng gây xích mích với người ta nữa. Đừng vì tôi mà liên lụy đến cô mãi như thế này. Thế á, sợ nhở? Cứ gào cái bụng đi nữa đi, có làm sao đâu. Mà trời ơi, cái con xe xịn nhà tao bị hỏng rồi. Tất cả là tại bà đấy. Bà khôn hồn mà đến với tôi đi, không thì đừng hòng ra khỏi đây. Tôi là khách VIP của showroom này và cũng rất là thân thuộc với anh Trung. Thật không ngờ người như anh Trung lại có một cô em gái bướng bỉnh và không biết phải trái như cô. Không biết phải trái á? Đây là phải này, đây là trái này, còn đây là phải trái này. Thư. Anh ra đây làm gì? Bọn nó, em lại bị đuổi đi đấy. Chào anh Trung. Thay mặt em gái tôi xin lỗi chị Trang. Anh, xin lỗi làm cái gì? Con này cần gì phải xin lỗi? Em có biết đây là ai không? Đây là Trang, đối tác làm ăn của anh đấy. Sắp tới anh mong ngày mong đêm cô ấy ký vào hợp đồng của anh. Mà bây giờ em làm gì? Em phá binh anh đấy à? Em xin lỗi, em cố ý đâu. Chị Trang, là sao em có lỗi? Em ghét cái bà già đấy lắm. Nó ấy, nhìn cái mặt nó mũi lại thế chết rồi. Chị Trang, là em giận quá mất cô thôi. Chị tha lỗi cho em nhá. Thư, em có biết em xì vả ai không? Mẹ đấy ạ. Trung à con, đây là mẹ của mình đấy. Mẹ á? Không phải mẹ của mình. Mẹ của mình khác cơ, không phải. Từ thuở bé em bị tai nạn, mắt em bị tổn thương dẫn đến mù lòa. Mẹ vì thương em đã hiến mắt cho em nên bà không còn nhìn thấy gì cả. Cái bà già này, bà chết đi. Bà cô ơi, chúng của tôi cô ơi. Con bị tai nạn. Mẹ chính là người hiến mắt cho con. Ngày bé, con còn nhỏ, con không biết. Con không biết thấy con mà như vậy. Có phải con bất hiếu lắm đúng không mẹ? Con... Mẹ ơi! Con... Là tại mẹ. Mẹ không nuôi dạy được con. Là mẹ sai. Là tại mẹ. Sao cũng phải
tôi. Ngày đấy nhà mình nghèo, nên tấm hình cũng không có, thì làm sao mà con biết được mặt mẹ. Mẹ, thì bao nhiêu năm qua mẹ đã đi đâu? Anh em con tìm mẹ mãi nhưng mà không thấy. Anh em con tìm mẹ. Mẹ, ngày đây mai đó con à. Ngày đấy nhà mình nghèo quá, mẹ thì mù lòa rồi. Thương anh con sửa chữa xe thì chỉ cùng kiếm tiền được hai đứa cho qua ngày thôi. Mẹ không muốn là gánh nặng của hai anh em nên buộc mẹ phải bỏ đi đấy con à. Mẹ, mẹ ở đi đâu? Con tìm mẹ mãi mà không tìm được mẹ. Bây giờ thấy mẹ rồi, ông trời, ông trời quả là có mắt. Không có ông trời nào đâu con ạ. À, là nhờ cô Trang, nhờ cô Trang này này. Cô Trang cô ấy tốt lắm, không có cô ấy thì chắc là mẹ đã chết đói ở xó xỉnh đâu rồi con ạ. À, Trang, cả đời tôi nhớ ơn cô. Nếu mà không có cô, không biết mẹ tôi sẽ còn phải chịu khổ đến như thế nào nữa. Không có gì to tát đâu, cũng chỉ là việc làm thường ngày của tôi thôi mà. Dù sao tôi cũng cảm thấy rất là vui bởi vì gia đình anh có thể đoàn tụ được. Nhưng mà em gái của anh tính nết không được tốt cho lắm. Mẹ, con là người con bất hiếu. Lúc đó con không suy nghĩ nhiều, chỉ là con hờn, con ghét cái bọn nhà quê, bọn xấu xí, nên là con phải đối xử như thế với mẹ, là con bất hiếu với mẹ. Con đứng lên xin lỗi cô Trang đi. Nhờ cô Trang mà con thay đổi được đấy. Xin lỗi cô Trang đi, cảm ơn cô Trang đi. Chị Trang, em biết là lỗi của em rồi, em xin lỗi. Chị nói đúng, em là người không biết phải trái. Em đến cả sơ sự nhỏ nhất em cũng không làm được. Em cũng đối xử tệ với mẹ mình nữa. Em đúng là một con người không ra gì. Không còn thấy cô quát nạt người khác là tôi biết cô tiến bộ rồi. Nhưng mà chỗ này của cô thì cần phải thay đổi. Có những người họ kém may mắn hơn cô, họ không có tiền, không có công việc ổn định, cũng chẳng có gia đình. Thế nhưng mà đấy không phải là lý do để cô quyền khinh mạt và coi thường họ. Em nhớ rồi chị ạ. Mẹ này, hai anh em con nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa đôi mắt cho mẹ. Đôi mắt của mẹ sẽ sáng lại thôi. Rồi mẹ sẽ nhìn thấy con gái mẹ xinh biết chừng nào, sống mẹ biết chừng nào, có được không ạ? Đẹp người, nhưng mà phải đẹp nết giống cô Trang đây nữa. Thay đổi đi con gái nha. Con biết rồi mẹ. Nhớ lời mẹ dặn chưa? Bây giờ không bênh mày đâu ấy. Bây giờ nhớ phải cư xử đúng mực, đừng để mẹ phải buồn nữa. Em biết rồi. Em cảm ơn chị Trang. Hôm nay nhân ngày cả nhà em toàn tụ, em sẽ làm một bữa cơm, chị đến dự cùng nhà em cho vui nhá. Dù sao nhà em không có gì để cảm ơn chị cả. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi không thói quen nhận lời cảm ơn của người khác dù chỉ là một bữa cơm. Kìa, cô Trang, cả ba người nhà chúng tôi đều mong cô đến. Cô đã phiêu mang tôi một thời gian dài rồi, cô nhận lời đi. Đúng rồi đấy cô Trang. Thôi hỏi đi, từ ngày mai bác cũng không cần đến nhà cháu làm việc vất vả nữa đâu. Bây giờ đã có cô Thư chăm sóc và phụng dưỡng cho bác rồi, bác không còn vất vả nữa rồi. Cảm ơn cô. Chắc là hôm nay không phải ngày đẹp trời để bảo dưỡng xe rồi. Chào mọi người, tôi về. Cảm ơn cô Trang nhá. Alo, anh à? Ừ, anh đây, sao đây em? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, anh có rảnh không? Ừ, anh về sớm em sẽ nấu cho anh những món anh thích. Hôm nay à? Hôm nay anh bận mất rồi. Anh bận à? Anh có lịch hẹn với cả đối tác mới.
xin lỗi em nhá. Vâng ạ. Thế anh nhớ uống ít rượu thôi đấy nhá. Chỉ để nghỉ thôi nhá. Anh biết rồi. Anh à, vợ anh ngủ chưa? Tôi là vợ của anh Nam. Ai đây em? Người ta gọi nhầm máy. Chào. Cô ngồi đi. Cô hẹn gặp tôi có việc gì? Tôi là vợ của anh Nam. Hôm nay tôi muốn gặp cô cũng chỉ muốn tâm sự với cô một chút thôi. Tâm sự? Không biết giữa tôi và cô có chuyện gì để mà tâm sự với nhau nhỉ?
người đàn ông mà tôi chăm sóc, cô Dùng có quen không? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại yêu tôi như vậy. Ai cũng nói tính tình của cô rất kém, nóng này lại còn như sư tử Hà Đông ấy. Hôm nay gặp mặt thì quả đúng là như vậy. Nếu như cô có mắt thì cô đừng có dùng tai để hiểu tôi. Tính tôi thế nào còn tùy thuộc vào người khác. Đàn ông ấy ai cũng thích những người phụ nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ. Người như cô ấy, tôi nghĩ chắc cô không biết dịu dàng là gì đâu nhỉ. Dịu dàng và nũng nịu ấy thì đó là bản năng chứ không phải là bản lĩnh của một người phụ nữ. Tôi với chồng tôi đến với nhau từ khi anh ấy còn tay trắng. Chính tôi là người đã ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy vượt qua mọi khó khăn. Cô nên nhớ, lựa chọn người đàn ông thành đạt ấy chỉ là bản năng, nhưng mà giúp đỡ anh ta thành đạt ấy mới là bản lĩnh của một người phụ nữ. Cô phấn đấu cùng anh ấy thì sao? Anh ấy vẫn chịu chi tiền cho tôi, mua những món đồ đắt nhất và đưa tôi đi ăn những nhà hàng sang trọng. Hạ người như cô ấy thì dù có mặc quần áo đắt tiền đến thế nào cũng chẳng đáng gì đâu. Cô không cảm thấy là những cái gì cô có và cô đạt được, cô không cảm thấy xấu hổ về điều ấy à? Đâu có sao. Trách ý thì trách chồng chị ngu. Chỉ cần tôi dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là anh ấy lại chiều tôi thôi. Anh à, cô ta nói anh ngu đấy. Anh còn muốn gặp cô ta không? Để em chuyển máy cho anh nhé. Cô nhớ mắt tôi đấy. Đàn ông thay đổi là bản năng, nhưng trung thành là sự lựa chọn. Em muốn anh biết năng lực của bản thân mình và kiềm chế những ham muốn của bản thân. Dù sao thì em cũng là vợ của anh. Vâng ạ, các chị cứ yên tâm, dòng sản phẩm bên em là hàng nhập khẩu chính hãng 100% đấy ạ. Chất lượng thì đảm bảo ok 100 luôn ạ. Dạ vâng ạ. Vâng vâng, các chị cứ inbox địa chỉ cho em và em sẽ ship hàng cho các chị chiều nay nhá. Dạ vâng vâng, đây ạ, sản phẩm đấy ạ. Vâng, còn bây giờ thì em xin phép kết thúc livestream tại đây ạ. Và em hẹn các chị trong livestream trong 4 giờ chiều hôm nay. Em sẽ tung ra một dòng sản phẩm cực phẩm bên ngân hàng nhà em ạ. Dạ vâng, vâng, vâng. Dạ vâng, em chào các chị ạ. Để xem nào, hôm nay được bao nhiêu đơn. Ui, được tận 20 đơn cơ. Cứ cái đà này, chẳng mấy mình giàu to. Cứ ngồi nhà ung dung điều hòa mát lại kiếm được tiền nữa chứ. Mà phải nói thật, cái số mình cũng hên thật. Có cái con bé kia đi ship hàng cho mình, vừa đỡ một khoản tiền thuê ship này. Đấy, tiền lãi đây chứ tiền lãi ở đâu nữa. Mà sao ông kia lâu mắt không về ấy nhỉ? Cô ơi, con về rồi đây. Này, mày đi đâu mà tận bây giờ mới về hả? Nhanh lên, chân cái tay lên, còn đi xếp hàng tao nữa. Cô ơi, trời nắng lắm, con mệt lắm. Cô đừng bắt con đi giao hàng nữa. Cô gì mà cô. Bố mày ý, đã bảo của tao bằng mẹ rồi đấy. Thế mày không nghe lời bố mày à? Hả? Mày này, những cái đơn hàng này chỉ ở quanh khu vực của mình thôi. Thế nên ý, mày phải đọc rõ địa chỉ vào. Để thất lạc cái đơn hàng của tao thì mày chết đấy. Nhưng mà ngoài trời nắng lắm. Nắng cái gì mà nắng?
Thế mày không biết đội cái mũ mà, hả? Mua một đống mũ kìa, ở trong nhà làm cái gì? Đội vào. Nhanh nhìn cho người ta lên, mày mà không làm xong việc ý, tụi mày nhịn cơm biết chưa? Ô lấy, xin đi. May là có con Danh ấy ship hàng cho mình, mình đỡ được một khoản tiền ship, còn đỡ bị nắng nữa chứ. Thế nào, để hôm nay không live stream cái gì đây? Ô, anh Ngọc, anh về rồi đây, ngồi xuống. Hôm nay anh về sớm thế à? Hôm nay công ty anh mất điện nên giám đốc cho nghỉ sớm. Trời nóng thế này em không có điều hòa chết em ạ. Mà Thảo đâu rồi em? Sao mọi hôm anh thấy nó ra đón anh cơ mà? Con vừa chạy sang nhà bạn chơi anh ạ. Chắc là mấy đứa đã họp nhóm với nhau ấy mà. À mà thôi, anh vào nhà tắm đi. Để anh gọi con về, xong cả nhà mình đi ăn anh nhá. Dạ vâng ạ. Về rồi con. Thảo, con đi đâu mà mới mát mồ hôi thế này? Gớm, trời nắng như thế này mà vẫn thích sang nhà bạn chơi cơ. Vâng ạ. Trời nắng thế này thì con nên ở nhà đi, nhỡ say nắng thì sao? Vâng ạ. Thôi, vào rửa mặt mũi chân tay đi con. Vâng ạ. Đúng là trẻ con nó khác, chỉ thích đi chơi thôi anh nhỉ. Ừ, con vẫn tuổi ăn tuổi chơi mà em, cứ cho nó đi đi. Mà nếu mà trời nắng quá thì em cũng nên cho nó ở nhà, đừng cho nó ra ngoài làm gì. Tại vì giờ này anh đọc được nhiều vụ bắt cóc trẻ con lắm em ạ. Vâng, anh cứ yên tâm ạ. Những lúc anh đi làm ý, em ở nhà chăm sóc con chu đáo lắm, anh cứ yên tâm nhá. Cũng may có em chăm sóc con, anh mới yên tâm đi làm được đấy. Dạ vâng ạ, anh yên tâm, em coi thẳng những con đê của mình mà. Anh nhá. Vâng ạ. Hôm nay được bao nhiêu đơn nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Ôi, 30 đơn. Yeah. Cái thùng này chắc là đủ đấy. Thảo ơi, này, ôm cái thùng hàng này ship cho tao lên. Cô ơi, hình như con ốm rồi, người con nóng lắm. Ốm cái gì mà ốm? Khỏe như voi ấy. Suốt ngày kêu ca. Thật mà, người con nóng lắm, con khó chịu. Sao mày suốt ngày kêu ca đấy nhở? Tao bảo mày đi ship ấy, thì mày ship hàng cho tao. Đừng có lằng nhằng. Ôm thùng hàng này đi, ship cho tao lên. Lại đi ship, lúc nào cô cũng bắt con đi ship thế. Trời nắng con mệt lắm. Tao nói thì mày phải nghe chứ. Mày mà không đi ship ý, thì tối nay nhịn cơm biết chưa. Mày này, địa chỉ khách đây này. Nhìn rõ chưa? Mày nhớ ấy, là phải ship thật nhanh và đúng giờ vào. Cô cho con vài nghìn lúc ship con khác cho con đi mua nước. Cái gì? Thế mày không để ngoài đường à? Người ta lắp bao nhiêu cây uống nước tự động ngoài đường ý, vào đấy mà uống, đỡ tốn tiền. Sao mày ngu đấy à? Không nhưng nhị gì hết. Tao bảo mày đi ship thì mày đi ship với tao, nghe chưa? Sao nặng thế cô? Thì ship từ từ nó cũng phải nhẹ đấy chứ. Mày nhớ là phải nhanh cho người ta lên đấy. Mày mà chậm trễ, khách nó hủy đơn của tao là mày chết với tao đấy. Đi đi. Mày bán cái gì đây nhỉ? Về nhở? Chết rồi. Nó bị bắt cóc ý thì mình chết. Alo ạ. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, em ở bên ship mỹ phẩm đấy ạ. Dạ vâng vâng ạ.
Chị ơi, cho em hỏi à, có con bé nào xếp hàng cho chị chưa ạ? Dạ chưa ạ. À, dạ vâng vâng vâng, cứ để em bảo ship chạy ngay đây ạ. Dạ dạ vâng 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 vâng. Em chào chị ạ. Thôi chết rồi, nó đi đâu mất rồi? Hay là báo công an? Mà không được, báo công an ý, nhớ ông chồng biết thì mình cũng chết. Làm thế nào bây giờ đây? Ơ, anh. Anh về rồi ạ? Con đâu rồi em? Em có chuyện này muốn nói với anh. Em nói xong anh đừng giận em nhá. Sao? Có chuyện gì với con à? Dạ, con anh ấy mới tí tuổi đầu thôi mà hư lắm. Anh ở nhà thì một câu gọi dạ, bảo vâng. Thế mà ấy, anh vừa đi làm một cái con đã các em chim trẻ rồi ý. Em mới sai của tí việc thôi mà con cứ ngồi lì ra. Em nhỡ vào mắng con vài câu mà con đã dỗ đùng đùng bỏ đi tận bây giờ chưa về anh ạ. Sao? Bỏ nhà đi á? Dạ vâng ạ. Em nghĩ anh nên dạy lại con đi. Chứ mới có 3 tuổi đầu ý mà đã bỏ nhà ra đi thế này rồi. Thế này lớn lên ý, con mà mất dạy lắm anh ạ. Sao? Cô là con tôi mất dạy á? Sao anh lại gắt lên với em thế? Làm em giật cả mình. Thế không mất dạy ý, bố mẹ vừa nói vài câu đã đùng 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 bỏ đi rồi. Này, khéo mai sau lớn lên ý, em mắng hay anh mắng một vài câu nó bỏ nhà theo trai làm sao? Cô dám nói con tôi như vậy à? Anh, sao anh lại đánh em? Em làm cái gì chứ? Cô đừng tưởng tôi không biết gì. Cô dám bảo con tôi giận dỗi bỏ nhà ra đi á? Chứ không phải là cô sai nó đi ship hàng để cho nó ngất ra đấy. Anh, tôi không ngờ cô lại là người như thế đấy. Cô dám bóc lột sức lao động của con gái tôi như thế à? Anh đừng tin con nói. Có khi là mẹ nó xui đấy. Chứ em dám sai con đi đâu đâu. Đến giờ này mà cô vẫn còn chối cãi được sao? Đây là toàn bộ số hàng mà hôm nay cô sai con tôi đi ship. Chứng cứ rành rành như thế này cô còn định chối cãi à? Uổng công tôi đã yêu thương cô. Tôi tưởng cô yêu con tôi thế nào? Không ngờ sau lưng tôi, cô lại bỏ đói nó. Cô lại bắt nó đi ship hàng giữa trời nắng. Đến tôi còn thấy mệt, huống chi là trẻ con. Cô có phải là con người không hả? Anh ơi, em biết em sai rồi. Em xin lỗi anh. Cũng chỉ vì em muốn tiết kiệm một khoản tiền nho nhỏ thôi anh ạ. Tiết kiệm tiền nữa. Thế sao cô không tự đi ship hàng mà tiết kiệm tiền đi? Hay là cô sợ đen da, cô sợ say nắng? Con tôi nó còn bé tí như này, cô nghĩ nó không sợ à? Chị, em biết em sai rồi, em xin chị đừng nói nữa. Chị tha lỗi cho em đi. Mà Thảo ơi, cô xin lỗi. Cô biết cô sai rồi, từ giờ cô sẽ yêu thương con. Cô không bắt con đi xếp hàng nữa đâu. Con tha lỗi cho cô nhá. Giờ này cô có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nể tình cô biết hối lỗi, chứ không tôi đã gọi công an. Vô cổ cô vào đồn vì tội bóc lột sức lao động của trẻ con rồi đấy. Cô hiểu không? Cút ra khỏi nhà tôi. Bây giờ anh đuổi em đi. Em mới đi đâu ạ? Cô thích đi đâu thì đi. Nãy tôi đã cho cô cơ hội để cô nói thật, để cô xin lỗi bố con tôi. Nhưng cô lại dám nói xấu con gái tôi à? Thử hỏi xem, phận làm cha như tôi có chấp nhận nổi cô không? Cô cút ra khỏi nhà tôi. Đừng để tôi gọi bảo vệ lên. Cô không nhìn được mặt ai nữa đâu. Thôi được rồi, để em đi. Mà trước khi em đi, em muốn nói lời xin lỗi đến anh và con. Thả, cô xin lỗi. Cũng là người đàn bà nham hiểm. Bố xin lỗi vì bố đã không tin tưởng con. Bố đã làm khổ con rồi. Hay là mai bố sẽ nghỉ làm, bố đưa con đi chơi nhá. Bố nói thật chứ ạ? Bố nói thật.
À, hay là dắt cả mẹ đi cùng luôn nhá. Được rồi, vậy ngày mai cả nhà mình sẽ đi chơi nhá. À, thích quang, ngày mai cả bố cả mẹ đưa con đi chơi. Chia tay luôn. Thôi chấm dứt. Mình chia tay ra đi vì anh không thích. Con gái cần có chị. Chia tay thì yêu quá lùn hoặc là quá béo. Vì anh tốt cho anh. Bạn ấy thích bạn gái, bạn ấy thích váy. Bạn kia thì lại thích mặc quần. Thế là hai bạn ấy chia tay. Đây quá. Đứa nào nghịch đây? Lời gọi đầu cũng bị chia tay này. Ánh lép cũng bị chia tay này. Chân bao cũng bị chia tay này. Chia tay. Từ từ đứa nào? Đang dở phim. Bộ phận nó không cân đối à? Thế là chia tay thôi ạ. Chân hay dài quan trọng. Khả năng thôi. Từ từ đã. Có anh trai nổ em. Bấm thì bấm một lần thôi. Con dâu hôm nay ở nhà. Trời thì nắng, ra ngoài đường thì chết héo à? Thôi bà vào nhà đi. Ôi dồi ôi, nhà tôi vừa lau xong, bà định đi dép vào đây à? Bỏ cái dép ra. Trời thì nắng, người thì mệt, ai làm cho? Ừ, mẹ bỏ dép là được mà. Đứng xa xa ra cái tầm mùi mồ hôi ghê chết lên được. Ơ mẹ, sao mẹ lên mà không nói với con để con ra đón ạ? Có sao đâu con, mẹ đi xe ôm được mà. Mẹ mang ít rau ở trên quê lên. Bên lại cũng xem con dâu có bị nghén nặng không. Mẹ có lọ ô mai từ quê này. Ăn cái này cũng đỡ lắm con ạ. Mẹ mang nhiều đồ thế ạ? Có nặng lắm không mẹ? Ai cũng ăn cái thứ bẩn thỉu đấy chứ. Có khi ăn xong á, còn nhập viện nên. Em có nói cái gì đấy? Thì em nói đấy. Nhưng mà đây là em nói thật, em không biết lấy lòng ai cả. Thôi con, là mẹ không chu đáo. Mẹ quên mất, có thai thời kỳ đầu phải nên cẩn thận. Mẹ lên đây chơi với con mấy ngày nhá. Anh với em đi làm suốt, mẹ ở đây bất tiện lắm. Mẹ chỉ lên thăm các con thôi, chiều mẹ bắt xe về luôn. Mẹ, mẹ lên đây chơi bọn con mấy hôm nữa chứ? Lên gì sớm? Thôi con ạ, mẹ chỉ đến đây xem các con có sống tốt không, chứ mẹ ở đây các con cũng không tự nhiên. Mẹ. À, bố ở nhà có khỏe không mẹ? Bố khỏe lắm con ạ. Chẳng qua mấy hôm nay trời nắng nóng nên cũng hơi mệt. Thế mẹ phải đưa bố đi viện chứ? Khám gì viện gì con, bệnh người già ấy mà. Về mẹ cứ cho uống cốc nước đỗ đen là ổn. Mẹ ơi, con có ít tiền, mẹ về mua cái gì ngon ngon cho bố con ăn nhá. Thôi con, mẹ biết các con ở trên này còn khó khăn, cần tiêu nhiều tiền. Mẹ không cần đến tiền đâu. Với lại, con sắp có con rồi đấy, phải tiết kiệm để mà lo cho bé. Vâng. Mẹ ơi, ra ngồi nước đi. Ừ. Em pha cho mẹ cốc nước đi chứ. Thôi con, mẹ lên thăm các con một chút. Bây giờ mẹ bắt xe về đây. Mẹ ở đây nghỉ ngơi đã, vội làm gì ạ? Mẹ phải về xem bố con ăn uống thế nào. Chứ
Mẹ mà đi thế này, việc nhà không ai lo hết. Đúng rồi đấy ạ, vậy mẹ đi sớm đi không muộn xe. Tí nữa vợ chồng con còn đi có công chuyện. Thôi, không có chuyện gì nữa đâu. Mẹ về nhá. Thế để con đưa mẹ ra bến xe nhá. Ơ kìa, tí anh còn đèo em đi gặp bạn em à? Mẹ đi xe ôm được mà con. Thôi, mẹ về nhá. Thế để con gọi xe ôm với mẹ. Ừ. Nghĩa à? Dạ. Là vợ chồng với nhau nên tôn trọng nhau. Con nhịn vợ con đi một chút. Đừng gây gổ với nhau nhé. Vâng, con biết rồi mẹ. Thôi, mẹ đi đây. À, mẹ ơi. Gì thế con? Con thôi, không có nhiều, mẹ cầm lấy đi. Thôi, con cất đi. Mẹ biết các con còn khó khăn. Mẹ. Mẹ vẫn còn tiền tiêu mà. Con cho mẹ cứ lấy đi. Nhớ là mua cái gì ăn cho ngon nhé. Thôi, thì mẹ lấy từng này. Còn con cất đi mà chi tiêu nhá. Vâng, thì con cất. Nhưng mà có chuyện gì thì mẹ phải nói với con đấy nhá. Ừ, rồi, thôi mẹ đi đây. Con vào nhà đi nhá. Vâng, mẹ đi cẩn thận nhá. Cái gì? Mẹ còn giả bộ à? Biết ngay mà, làm gì có chuyện lòng tốt lên thăm con. Lại vòi tiền cho gì? Em nói cái gì đấy? Đấy là mẹ anh, cũng như mẹ em. Mẹ anh lên mà em không một lời hỏi han. Em thái độ kiểu gì đấy? Cái thái độ gì? Anh có biết bây giờ cuộc sống khó khăn không? Tiền điện, tiền nước, tiền xăng xe, bao nhiêu thứ tiền? Sao anh lại vung tiền qua cửa sổ? Đấy là mẹ anh. Anh chỉ biếu mẹ anh một chút tiền để mẹ đi xe, em cũng muốn quản à? Chút... Em làm con dâu của gì đấy? Chút á? Chút gì? Mỗi tháng gửi cho bố mẹ ở quê hẳn 500. Mà ở quê có tiêu cái gì đâu? Cô... À, bây giờ anh còn dám đánh tôi á? Anh giỏi thì anh đánh đi! Anh đánh đi! Tôi không đối cò ở cô nữa. Anh định đi đâu? Hôm nay phải nói rõ ràng chuyện đây đã. Alo? Vâng ạ. Cái gì ạ? Anh định đi đâu? Tí nữa anh còn chở tôi đi gặp bạn cơ mà. Cô buông ra. Hôm nay anh phải nói rõ chuyện ở đây với tôi. Được. Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho cô. Cô biết rồi cuộc đời tôi đi. À, giờ anh to gan nhở? Anh lại còn dám đuổi tôi á? Hay là bà già kia đã nói gì với anh? Đúng là bà già lắm mồm. Cô. Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay mẹ tôi mà xảy ra một vấn đề gì, tôi sẽ giết chết cô. Tôi không chết, tất cả đều chết. Alo. Alo, vợ thằng Nghĩa đó hả? Mẹ chồng mày đang tai nạn cấp cứu trong bệnh viện đấy. Tao gọi cho thằng Nghĩa không được nên tao phải gọi cho mày. Alo. Alo. Mẹ mang ít rau ở trên quê lên. Với lại cũng xem con dâu có bị nghén nặng không. Mẹ có lọ ô mai từ quê này. Ăn cái này cũng đỡ lắm con ạ. Thôi con. Mẹ còn giả bộ à? Biết ngay mà. Làm gì có chuyện lòng tốt lên thăm con. Con sắp có con rồi đấy. Phải tiết kiệm để mà lo cho bé. Hay là bà già kia đã nói gì với anh? Đúng là bà già lắm mồm. Cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không biết là em có làm được không. Em sợ. Em lo gì chứ, anh nghĩ em sẽ làm tốt. Trời ơi, là thư ký của tổng giám đốc đấy. Em sợ là em sẽ không làm được mất. Đến bạn gái của sếp tổng em còn dám làm, thì việc này đã là gì? Cái anh này, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau cơ mà. Mà em bảo nhá, đừng có vì em là bạn gái của anh là anh ưu tiên em đấy. Em sẽ cố gắng trong công việc, anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Nhất trí. À, mà anh sắp đến công ty chưa? Anh gần tới rồi, em cứ lên phòng chờ anh nhá. Ok, yêu anh. Bố bị sáng rồi. Bác có làm sao không ạ? Bác không sao đâu, chẳng qua là mất đà ngã thôi. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì vậy anh? Chào tổng giám đốc. Chào bác. Không có chuyện gì đâu, Hải bác cháu đi ngược đường, không để ý nên va vào nhau thôi. May mà không sao ạ. Cháu có đưa bác đi khám xem bác có bị làm sao không nhá. Bởi vì người già rồi, xương cốt yếu, nhỡ có việc gì xảy ra thì lại khổ ra. Bác gãi nhẹ thôi không sao mà. Chẳng qua là mắt bác tèm nhèm không nhìn thấy gì, lên mới ngã như vậy thôi. Thôi, vậy không sao là tốt rồi. Bác đi làm việc của mình đi. Thế chào tổng giám đốc nhá. Chào bác, mình đi thôi. Anh từ từ đã. Con có chai nước, bác cầm tạm nhá. Bác cầm đi ạ. Với lại bác xem nó có bị đau ở đâu hay đau nhức ở chỗ nào thì bác bảo con, cô đưa đi khám. Cô làm ở ngay công ty đằng trước cơ kìa, làm thư ký của tổng giám đốc ạ. Cảm ơn cô. Cô tốt quá, hiền hòa quá. Dạ. Nhìn cái gì mà nhìn. Đúng là thứ dê già thấy gái trẻ đẹp là dấn xa dấn xác, cố tình làm quen. Cô. Nhìn vẫn gớm. Mình đi thôi. Dạ. Vâng, con xin phép ạ. Mình đi. Cô ơi. Cô. Có chuyện gì đấy ạ? À, bác có món quà tặng cháu. Bà nhà bác gửi ra. Quà quê đấy cháu ạ. Quà quê ạ? Cái lão già này đúng là cố tình phê phán mình đi mà. Dạ vâng. Anh Trung. À, hai bác cháu có chuyện gì ạ? Chào tổng giám đốc. À. Chẳng là thế này. Bác có món quà quê, bác muốn ra tặng cô ấy, chẳng biết cô ấy có thích không. Bác khéo lo. Nhìn thu như vậy thôi, nhưng cô ấy rất là hòa đồng và giản dị bác ạ. Bác ơi, cháu cảm ơn bác nhá. Cháu thích món quà này lắm ạ. Hẹn gặp bác vào ngày mai. Thôi, mình đi thôi em. Dạ. Chào bác. Thôi, đến đây được rồi. Anh đi về đi. Mà em bảo này, từ giờ đừng có đón em đi làm đưa em về nữa. Em sợ người ta nhìn thấy lại xì xầm bàn tán không hay đâu. Ừ. Vậy cũng được, nếu mà em cảm thấy không thoải mái. Về cẩn thận nha. Anh về đây. Gớm chết thì được. Ai mà cần cái món quà quê này cơ chứ. Đúng là lão già gây tổng. Trông già thì gặp quả đòn thì có ấy. Trong 3 ngày nữa tôi mà không đuổi ông ra khỏi công ty không phải là tôi. Cô ơi, cô đỗ xe vào trong kia. Này ông, thế thuê ông đến đây làm bảo vệ để làm cái gì? Trả lương cho ông ở đây không phải để làm chó giữ cửa đâu, mà còn phải biết dắt xe cho người khác nữa, ông hiểu chưa? Cô... Này, tôi nói cho ông biết, tôi biết thừa cái ý định của ông. Trâu già thích gặp cỏ non đó. Cô đừng có láo nhá. Ông còn nhìn cái gì? Đi dắt xe. Ông có tin một phát ông mất việc không? Ôi trời ơi! Cái ông này! Ông có làm được việc không đấy hả? Làm ăn như thế này mà công ty vẫn nhận ông vào làm là như thế nào? Tôi nói cho ông biết đây này. Cái xe của tôi chỉ cần xước một vệt thôi là ông mất việc như trời đấy. Nó đắt tiền lắm biết không? Cái xe của cô nặng quá. Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Làm ăn thì làm cho đàng hoàng tử tế. Không ai trả lương cho ông chảy ngồi đấy như cái cửa đâu. Cô... Em... Sao đấy? À không có việc gì đâu ạ. Ui kìa bác, cháu đã nói với cái bác rồi, cái xe nó nặng lắm, để cháu dắt cho. Người già chân tay yếu,
nhỡ có việc gì xảy ra thì biết làm sao. Thôi, ba để con Phi vào kia để cho nhanh ạ. Đấy, bố thấy chưa? Con đã bảo với bố rồi. Vu ấy, không như những người con gái khác đâu. Này, đừng gượng mà khen vội. 30 chưa phải là Tết đâu. Thôi, con lên công ty làm việc đã. Xe của cô đây. Nói đây này, từ ngày mai không cần tôi phải bảo, ông phải tự biết việc của mình mà làm, ông nghe rõ chưa? Cô đúng là người hai mặt, trước người khác thì cô có vẻ tử tế tốt lắm. Tôi hai mặt thì làm sao? Với anh Trung tôi mới như thế thôi, những người khác thì tôi cần gì? Nhất là với những loại người hạ đẳng như ông ấy. Cô! Ông! Túi của cháu đấy. Này, lần sau đừng có hành thế cháu nhé. Cái bọn này đã kịp bắt trộm tiền rồi. Tiền nào? Ông còn hỏi tôi, ông đi bắt cướp thì ông phải biết tiền của tôi ở đâu chứ. Này, lúc tôi đuổi theo nó sợ công an, nó ném túi dưới đường, tôi mang về đây cho cô ngay. Thôi, có mà ông giả vờ đi bắt cướp để ăn trộm tiền của tôi thì có ấy. Cô làm cái gì thế này hả? Bỏ ra. Cô làm cái gì đấy? Tôi biết ngay mà. Giả vờ đi bắt cướp để lấy trộm tiền của tôi gì? Đây là tiền của tôi đấy. Một lão già bảo vệ như ông lương ba cọc ba đồng thì lấy đâu ra từng này tiền? Tôi vừa mất mấy triệu trong túi sách đấy. Một lão già mất thân mất đất, dê già lại còn có tính ăn trộm ăn cắp nữa. Cô cứ mồm vào. Anh Trung, cô không cần phải nói gì nữa. Tôi đã nhìn thấy hết mọi việc rồi. Bây giờ thì con thấy rồi đấy. Chính vì thế mà bố mới làm cách này để thử lòng người khác. Bố? Ông già này là bố của anh ấy. Là bố tôi đấy. Con gọi bố ra đây có chuyện gì? Đã bảo là khi nào lấy vợ thì hãng gọi bố. Còn cái việc công ty thì con tự thu xếp lấy đi. Thì con gọi bố ra đây để nói chuyện về việc cưới vợ đấy ạ. Cưới vợ? Lại yêu đương nhăng nhít chứ gì? Không, lần này ấy, con trai của bố rất là nghiêm túc. Con muốn cưới vợ. Thật, con đã tìm hiểu kỹ chưa? Tính tình, nhân phẩm, tư cách và đạo đức con người rất quan trọng. Yêu thì dễ đấy con ạ. Nhưng lấy vợ về bỏ thì không dễ đâu con. Con đã tìm hiểu rất là kỹ rồi. Cô ấy là một người ấy, vừa xinh xắn này, ngoan hiền, lại còn tốt bụng nữa. Có chắc thế không? Chắc mà bố, như thế thì con mới thích. Vậy thì bố kiểm tra lại lần nữa nhé. Dạ. Cháu xin lỗi bác. Tại cháu không biết đây là cháu mới. Tại vì cháu tưởng bác là ông bảo vệ nhà quê, cho nên cháu mới nói với bác như thế hả? Dạ cháu. Cháu ạ, cho dù sinh tới bao nhiêu, giàu có đến bao nhiêu mà coi thường người khác thì vứt đi cháu ạ. Ngày bé cháu đi học, cháu đã được dạy tiên học lễ, hậu học văn. Thế đấy. Bố nói đến đây thôi, chuyện của con quyết định như thế nào tùy con, vì đó là hạnh phúc của con. Chẳng nhẽ về chuyện này mà anh vứt bỏ đi hạnh phúc suốt một năm qua của chúng ta sao? Cô nghe này, thứ đáng giá nhất trên đời này là lòng tin. Nó có thể mất một năm, hai năm hoặc nhiều năm để có được, nhưng nó cũng sẽ mất đi chỉ trong vài giây tích tắc thôi. Tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Chào cô.
Anh chịu. Linh. Con chào gì ạ? Sao gì vậy em lại đến đây ạ? Đi tìm chị chứ còn đi đâu nữa. Chị cứ chuyển chỗ mãi đấy. Mẹ với tôi tìm chị lâu lắm rồi đấy. Nóng chết đi được ấy. Tại vì quán này nó cũng nhiều cơ sở, với cả họ cũng luân chuyển chị liên tục. À mà quán này đang tuyển nhân viên đấy. Em có làm không chị xin cho. Chị bị điên à? Tôi phải làm nhân viên như chị á? Mà thôi, vào chuyện chính đi. Tháng này chị chưa đưa cho mẹ con tôi tiền đâu. Muốn để mẹ con tôi chết đói à? Nào, cái con này. Tuy gì không phải là mẹ ruột của con, nhưng mà dì vẫn coi con như là con gái. Có cái chuyện này mà dì cứ suy nghĩ mãi, không dám nói với con. Chuyện gì thế hả dì? Mẹ. Dì làm sao thế hả? Hay là do thời tiết thay đổi nên là dì ốm hả? Dì bị ung thư phổi. Bác sĩ nói chữa cái bệnh này tốn kém lắm. Con có tí tiền nào thì thôi dì vay đi. Tháng nào con cũng đưa một khoản cho em với cả dì. Với cả dì bảo với con là dì sẽ tiết kiệm khoản đấy để cho con lấy chồng. Nhưng mà bây giờ con không cần của hồi môn gì đâu ạ. Bây giờ dì cứ dùng khoản đấy để chữa trị đi. Rồi ôi, tiền đấy tiêu hết từ bao đời rồi. Cái con này nó cứ liên tha liên thiên. Nó không biết gì đâu. Cái chỗ tiền đưa cho dì, dì phải dành dụm để làm của hồi môn cho con đi lấy chồng chứ nào. Dì làm sao mà dám động vào. Con ơi, con thương gì, con giúp gì đi. Bác sĩ bảo cái bệnh này ấy, chữa thì đốt hết nhiều tiền lắm. Cái chỗ tiền của con ấy thì thấm vào đâu đâu. Ôi, dì ơi, để bây giờ con xin nghỉ, con đưa dì đi khám nhá. Thôi, khám chữa cái nỗi gì nữa. Mẹ con tôi khám hết rồi. Bây giờ mẹ con tôi chỉ cần tiền thôi. Chị cứ đưa tiền ấy thì khắc mẹ con tôi khỏi nhá. Cứ đưa tiền đây. Thư nó nói đúng đấy con ạ. Con có thương gì thì con giúp gì. Hay là con muốn để dì chết? Con không có ý đấy ạ. Ngày trước bố con có di chúc để lại cho con một miếng đất ở dưới quê. Hay là bây giờ con nhờ cò mồi nó bán giúp đi, lo cho dì có được không con? Miếng đất đấy còn phần mộ của ông bà. Con sợ là... Sợ cái gì mà sợ? Ông bà thì cũng đã mất rồi. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chị cứ thờ cúng ông bà đầy đủ ấy. Ông bà khắc biết, không phải sợ nhá. Em nó nói đúng đấy con ạ. Con cứ bán miếng đất đi. Chỉ cần lo cho mẹ 500 triệu thôi. Được không con? Không có tiền con sẽ đi vay. Con sẽ làm thêm giờ, con sẽ ứng lương. Nhưng mà còn chuyện miếng đất kia thì... Eo ơi, có một miếng đất mà không chịu bán. Tôi nói thật nhá. Hay là chị nghĩ mẹ tôi không phải là mẹ của chị. Mẹ tôi chỉ là dì ghẻ thôi. Nên để cho mẹ tôi chết đúng không? Chị đúng là cái loại độc ác mà. Chị không có ý đấy. Dì biết là con không như thế mà. Còn dì đây thì cũng tận tâm tận lực lắm chứ. Vậy mà bây giờ con tiếc tiền gì để chữa bệnh. Mà thôi, cũng chẳng cần đâu. Con cứ giữ hết lấy. Để khi nào dì chết thì con lo làm ma cho dì là được. Dì ơi, dì. Con xin dì đừng nói những điều xui xẻo nữa. Được rồi. Chuyện miếng đất kia con sẽ bán. Dì cảm ơn. Dì cảm ơn con nhá. Thế bây giờ mẹ con dì về. Ngày kia dì lại quay lại nhá con nhá. Chuẩn bị đủ tiền 500 triệu và bán miếng đất kia chưa? Chị chuẩn bị đủ rồi. Cảm ơn con nhé. Nếu như không có con thì chắc gì cũng chết vì bệnh mất. Dạ. Dì ơi, bây giờ dì vào viện có phải không ạ? Thế thì để con đi cùng dì, chứ không có lo cho dì lắm ạ. Ôi, không cần đâu con ạ. Trong bệnh viện thì toàn bệnh mới tật thôi, có cái gì hay ho đâu.
ở vào đấy rồi lây bệnh. Dì thương con lắm, cứ để cái thư nó đưa dì đi cũng được mà con. Nhưng mà con nhưng nhị cái gì nữa, mẹ tôi nói thế thôi chứ cứ nghe thì mẹ tôi đi nói nhiều. Thôi mẹ, có tiền rồi mình đi thôi. Đi, đi con nha. Cô ơi, chị cho gọi em ạ. Dì của cô hay thật đấy, đang bị bệnh ung thư nặng như thế mà chân tay vẫn linh hoạt, cả buổi nói chuyện chẳng thấy ho hết gì nhở. Tôi quen cô. Cô không quen tôi, nhưng mà tôi biết cô. Vô tình hôm trước tôi có biết được bệnh tình của dì cô, hai mẹ con họ đến đây để xin tiền cô. Nếu mà cô nói xin tiền thì hơi oan uổng cho dì của tôi quá. Dù dì không đẻ ra tôi nhưng mà cũng là vợ của bố tôi, nên là tôi cũng muốn có công để nuôi dưỡng dì. Cô làm việc ở đây có vất vả không? Số lương có hơi bèo một chút, nếu mà trang trải cho một mình tôi thì được, nhưng mà tôi phải nuôi thêm dì với cả Thư nên là cũng hơi túng thiếu. Tôi đang có một vị trí cũng khá là tốt, với một người chăm chỉ như cô tôi nghĩ là rất phù hợp, không biết cô có hứng thú không? Dạ, vậy thì em cảm ơn chị trước ạ. Của dì dạo này thế nào rồi ạ? Bệnh tật cái gì? Sao mày cứ nguyền rủa tao thế hả? Tao chả ốm đau gì hết. Hôm nay ấy, tao đến đây là để cho mày xem chiếc xe mẹ con tao mới sắm sửa đây này. Chiếc xe này ạ? Nhẹ nhàng thôi. Không xước ấy thì mày móc phổi mày ra mà đền đấy. Nhưng mà dì thì đang bệnh, còn Thư thì chưa có việc, làm sao mà có tiền để mua đủ chiếc xe này ạ? Tao chẳng bệnh tật gì hết, tao giả vờ đau ốm để moi tiền của mày thôi, ngu à? Đúng là ngu thật mẹ ạ. Chỉ cần nói sắp 3 câu thôi, nó đưa hết tiền tiết kiệm này, rồi bán cả mảnh đất đi cho mình nữa. Đúng là ngu muôn đời mà. Nhưng mà nhờ có mày ngu, mẹ con tao mới có cái xe đẹp để mà đi đây. Thế hóa ra là từ trước đến giờ, dù là cùng người một nhà nhưng mà dì với cả em luôn nói hai lời ạ? Uổng công con từ trước đến giờ con bao nhiêu tiền tiết kiệm con đều đưa cho hai người. Sao bây giờ lại tiếc tiền à? Thôi, là người một nhà với nhau ấy, tôi khuyên thật chị một câu này, chị là đàn bà con gái, làm mãi cũng không kiếm được nhiều tiền đâu. Thà bây giờ ấy chị lấy cái lỗ làm lãi đi làm việc khác đi, có khi còn được nhiều tiền hơn đấy. Em cái gì? Này, chị thích làm gì tôi? Định đánh tôi á? Chị ngu thì chị phải chịu nghe chưa? Thư, chị và em cùng bố đây, em đừng có láo. Này, cẩn thận nhá. Thôi, lại làm bẩn xe của tôi rồi đây này. Ôi. Lau đi, lau cho sạch vào, nếu không lau được thì le lưỡi ra mà liếm nhanh. Mẹ nhầm rồi, nó xước rồi kia kìa. Cái thân hình bẩn thỉu của chị làm xước xe của tôi rồi. Liệu mà đền đi. Đền á? Bây giờ hai người lừa hết tiền của tôi lấy đâu ra tiền mà đền? Thế á, nhưng mà vẫn phải đền. Nhìn cái vết xước này to quá, chắc là phải tầm giá người nhà lấy rẻ tầm 10 triệu. 10 triệu á? Nhưng mà bây giờ tôi làm gì còn tiền? Tiền tôi có bao nhiêu tôi đã đưa hết cho hai mẹ con người rồi gì? Hôn hồn thì nôn tiền ra, không nói nhiều. Linh là thư ký của tôi. Ở đây tôi làm chủ, ai muốn nói chuyện tiền nong cũng nói với tôi. Chị ta mà đòi làm thư ký hả? Tại sao lại không? Cô ấy có bằng cấp, chăm chỉ, lại còn tận tụy. Chẳng như ai đó đã lười làm, lại còn ham ăn. Chị bênh nhân viên của chị nói gì mà chẳng được. Chị nghĩ mẹ con tôi sợ chị chắc? Mẹ con cô đã xa như vậy rồi mà còn tính cãi à? Đúng là hiếm có khó tìm mới gặp được một người mặt dày như cô đấy. Con Linh mà dọa thuê người đánh mẹ con tôi, nó ngang ngược như thế, làm sao mà tôi nhìn được? Mà này, cô cũng liều à? Đuổi việc nó đi là vừa. Dì đừng có mà vu khống cho tôi. Từ nãy đến giờ tôi chưa soạn nạt gì hai người cả. Tôi thương mẹ tôi thôi. Chị ta dọa mẹ tôi như thế, đương nhiên tôi phải bênh rồi. Nếu như cô thương mẹ cô như lời cô nói thì cô đã chẳng để mẹ cô nói xạo chuyện bệnh ung thư. Những người dám nói xạo chuyện bệnh tật sẽ bị trời phạt. Cô không sợ à? Sao cô biết? Cô thì biết gì chứ? Thôi. Thư, mẹ con mình đi. Tôi thách hai mẹ
mà con bà dám mang xe ra khỏi đây đấy. Nên nhớ, xe này là của ai, tiền do ai mua. Thì sao chứ, cô tưởng cô là chủ tịch, bọn tôi phải sợ cô ấy chắc. Mẹ con tôi không có sợ đâu. Tôi có bằng chứng chứng minh nguồn tiền của con xe này là của ai. Nếu như mẹ con cô không lao ra hầu tòa thì cứ việc thôi. Bọn ta không có sợ đâu. Mình đi thôi mẹ. Nếu mà hai người thích ý, tôi sẽ tặng hai người xếp xe này, coi như là chấm dứt mối quan hệ này của hai người. À, thôi, đi thôi con. Tại sao em phải làm như vậy? Xe đó rõ ràng là của em cơ mà. Tại sao em phải cho họ? Xin lỗi chị, nhưng mà em không muốn làm khó họ. Em rất hiền, nhưng em hiền như vậy sẽ bị người ta bắt nạt lắm. Dù gì họ cũng là người thân của em, mà em cũng không ngờ họ lại xấu xa như thế. Là người thân đôi khi còn hại nhau được, huống chi những người đó vốn dĩ là khắp máu tanh lòng với em. Mà thôi, xem mình vào trong đi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, gọi chút tiền rơi tiền phải cho mẹ con tôi xin vâng. Mẹ tôi bại liệt lâu lắm rồi. Chị Linh. Này, sao chân tay mẹ lại cứng nhắc thế kia? Bác sĩ bảo mẹ bị bại liệt rồi. Tại vì em không có tiền cho mẹ đi bệnh viện, Nên là mới đành để mẹ đi ăn xin chính tay đây. Chắc gì những điều cô nói đã là sự thật. Bây giờ em còn lừa dối chị làm gì nữa chứ. Hôm đó đúng là có quả báo thật. Mẹ cứ nói tiếp đi, tôi vẫn nghe. Mẹ con em cố tình lái chiếc xe đó đi. Sau đó mẹ cúi xuống nhặt tờ tiền trên đường bị rơi, rồi mẹ bị sét đánh, nên là mẹ bị bại liệt như thế này đây. Con cầm lấy số tiền này mà mua đồ ăn và thuốc thang cho mẹ đi. Với cả đừng để bà ấy ra ở ngoài đường như thế này, tội nghiệp bà ấy lắm đấy. Chị Linh, mẹ con em sai rồi. Mẹ con em hứa sẽ sửa đổi. Chị không thể đưa mẹ con em về rồi chăm sóc cho mẹ được ạ. Tôi không thể nào mà đón dì với cả cô về nhà được. Nếu mà người xa lạ ấy, hoàn cảnh đáng thương, tôi sẽ giúp. Nhưng mà đây là với người thân, đã bóc lột sức lao động của tôi, đã nói dối tôi ấy, thì cũng không khác gì người xa lạ. Có thể đây là lần cuối con gặp dì ạ. Con chào dì. Anh đi làm đấy. Việc gì cần làm hãng làm nhé. Không cần phải vất vả với những người không đáng đâu. Ôi, em biết rồi, anh đi cẩn thận nhé. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Anh Hoàng anh nói như thế nhưng anh không có ý gì đâu. Anh ấy chăm sóc lo lắng cho mẹ lắm đấy. Mẹ cố gắng ăn uống cho đầy đủ cho lại sức mẹ nhé. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, có con ở đây rồi. Để con xem thế nào, lựa lời nói chuyện với anh ý. Không có gì đâu mẹ ơi, mẹ đừng khóc, ảnh hưởng sức khỏe đấy ạ. Mẹ đi cẩn thận ạ. Đúng rồi. Thôi mẹ ngồi xuống đây đi. Mẹ ngồi ngoài này cho nó thoáng nhá, chứ ở trong phòng mãi bí lắm. Thu, đây anh bảo.
Mẹ đợi con một lát nhé. Em làm cái gì đấy? Bà ta đang ốm đau bệnh tật kia, lôi ra đây làm gì? Thì mẹ ở trong phòng mãi, ở trong đấy bí, em đưa ra ngoài phòng khách ngồi thôi mà. Vấn đề đây là nhà của anh. Anh không muốn một người sắp chết cứ ngồi dưng dưng ở phòng khách như này, hiểu chưa? Anh Hoàng, em cần nói chuyện với anh đấy. Từ ngày em về đây làm dâu, chưa bao giờ em thấy mẹ đối xử tệ với anh cả. Thậm chí đối xử với anh còn tốt hơn với em ấy. Anh có biết không, có những hôm anh đi về khuya, mẹ nhất định ngồi chờ anh bằng được, xong rồi bắt đầu mẹ mới đi ngủ. Anh có biết những chuyện đấy không hả? Em đừng để bà ấy lừa em. Anh nói rõ cho em một điều nhá, bà ấy là người hại chết mẹ anh đấy. Anh chỉ có một mẹ, và em cũng chỉ có một mẹ chồng duy nhất đã khuất. Em hiểu chưa? Em không nuôi bà ta cũng được, vứt ở viện dưỡng lão cho người khác nuôi. Anh nói thế mà nghe được à? Bà ấy không phải là mẹ ruột của anh, nhưng mà mẹ ruột của anh đã mất lâu lắm rồi. Suốt thời gian qua bà ấy bù đắp cho anh như thế chưa đủ hay sao? Anh muốn bà ấy phải như thế nào? Anh tôn trọng em vì em là vợ anh. Đừng nghĩ như thế là em muốn quyền bênh vực bà ta. Được, em muốn sống với bà ta cũng được, muốn gọi bà ta là mẹ cũng được, anh không liên quan. Kìa, anh Hoàng. Anh Hoàng. Mẹ. Nó lại gây chuyện với con à? Không, anh có gây chuyện gì với con đâu. Bọn con cãi nhau suốt thế mà, mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà thôi mẹ ạ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Mẹ. Không, anh không hận mẹ gì đâu. Trước khi đi anh còn dặn dò với con là nhớ chăm sóc cho mẹ phải thật cẩn thận. Đấy, anh có hận mẹ gì đâu. Mẹ phải làm gì? Con đưa mẹ đi, không phải phiền đến con. Không được, mẹ không được đi đâu hết. Nhất định là anh ấy sẽ thay đổi thôi. Bây giờ mẹ phải chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt. Bệnh của mẹ không được xúc động mạnh đâu nhá. Mẹ đừng nghĩ nhiều, nghe con mẹ nhá. Mẹ đừng khóc nữa. Công việc của anh dạo này bận lắm à? Dạo này công ty anh đang có dự án. Anh tranh thủ mấy ngày nghỉ rồi anh làm nốt thôi. Vất vả cho chồng của em quá. Thế hôm nay anh muốn ăn gì? Em chạy ra chợ em mua đồ ăn về nấu cho. Để anh làm nốt dự án này, anh dành thời gian cho em nhiều hơn nhá. Vợ chịu nhiều thiệt thòi rồi. Em hiểu mà. Mà chồng này, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì? Em nói đi. Em muốn... Sao thế? Vợ chồng với nhau sao cứ phải úp úp mở mở đấy? Nhưng mà anh hứa với em nói ra anh không được giận em nhá. Có chuyện gì? Mấy hôm nay em chăm sóc cho mẹ, thấy mẹ càng ngày càng yếu đấy. Có lẽ bà không qua nổi đâu. Hay là... Em quan tâm bà ta làm gì? Bà ta suốt ngày giả vờ trước mặt vợ chồng mình thôi. Em tin bà ta làm gì? Em chăm sóc cho mẹ em biết mà. Bệnh của mẹ không giả vờ được đâu. Chuyện của anh khác có dự tính. Em cứ lo tốt phần của mình đi. Phần của anh tự lo được. Anh ơi, em thương mẹ lắm ấy. Vừa đau đớn, vừa cô đơn, vừa tủi hổ. Coi như em xin anh đi, mấy ngày cuối đời của bà, anh tử tế với bà một chút thôi được không? Bà ta sống dai lắm. Lương thiện đừng có đặt nhầm chỗ. Đôi khi là mình thiệt thòi đấy. Em đừng có tin bà ta. Thôi, hôm nay anh thèm món sườn xào chua ngọt, em ra chợ mua cho anh một ít, về nhà làm giúp anh nhá. Thôi được rồi, để em đi chợ. Anh làm việc đi. Đi. Bà làm cái gì đấy hả? Có chuyện gì đây? Anh vừa ra cửa thấy ồn ào trong nhà. Bà ta muốn hại chết anh này.
Bà đổ cả ly nước nóng vào người anh này. Anh có làm sao không? Chắc anh hiểu nhầm rồi. Mẹ định mang nước cho anh thôi. Này, đi đứng còn không vững mang nước cái gì hả? Muốn hại chết anh thì có ấy. Kiểu mẹ, sao mẹ không ở trong nhà chạy ra đây làm gì? Mẹ lấy nước cho thằng Hoàng uống. Mẹ ơi, anh Hoàng lớn rồi, anh tự lấy được. Mẹ ra đây làm gì vất vả ra? Nó hãy quên. Mẹ sợ nó khát nên mẹ tự đi lấy. Anh ơi, em nghĩ là mẹ không có ý xấu đâu. Ngày xưa vì bà mà mẹ tôi đã chết, bây giờ bà muốn hại chết tôi đúng không? Kìa anh, mẹ không có ý đấy. Anh đừng có kích động mẹ. Mẹ không hại mẹ con. Mẹ không giết bà ấy. Người ta đồn ầm lên, bà muốn đạt được cái mục đích vào cái nhà này, bà đã hại chết mẹ tôi. Nhưng bà không ngờ, bà không chiếm được tình cảm của bố tôi. Thế nên không lâu sau đó, bà đã đâm chết bố tôi. Có đúng không? À, Mẹ không có. Tôi phải làm gì cho nó hiểu đây hả mãi? Bà câm mồm, bà đừng có nhắc tên mẹ tôi. Anh Hoàng, anh quá đáng rồi đấy. Em tin mẹ không làm ra những chuyện như thế đâu. Chỉ là bản thân anh suy diễn ra thôi. Suy diễn á? Em không hiểu về cảm giác mẹ anh đã ra đi đau đớn như nào đâu. Bố anh bị xe đâm chết thảm như nào. Nếu bà ta không xuất hiện, anh vẫn có đủ bố đủ mẹ đấy, em biết không? Không như con nghĩ đâu. Anh nghe mẹ nói một lần thôi được không? Anh không nghe, bà ta toàn nói dối thôi, anh không nghe. Cái nhà này nhá, một là có bà ta, không có anh, hoặc là có anh nhưng không có bà ta. Còn bây giờ, anh đi ra ngoài đây, em ở lại nằm chờ bà ta chết cũng được. Anh Hoàng, nó đi rồi, nó bỏ mẹ rồi con ơi. Mẹ cho sức khỏe mẹ. Alo, alo anh ơi, anh về đi, mẹ sẽ không qua khỏi rồi. Anh không về nếu như em không đưa bà ta đi cho khuất mắt anh. Anh ơi, em xin anh đấy. Bây giờ mẹ đang nguy cấp lắm rồi. Em ở nhà một mình em chẳng biết làm sao cả. Anh về đi xem nếu đưa mẹ đi viện được không? Phiền thật đấy. Rồi, anh về ngay. Anh không thể để bà ta chết trong cái nhà này được. Nhanh lên anh nhá. Bà ta sao rồi? Anh vào xem mẹ thế nào đi. Mẹ nhắc tên đấy suốt đấy. Mẹ nguy cấp lắm rồi. Đi anh. Mẹ không giết mẹ con. Hoàng ơi, mẹ không hại mẹ con. Hoàng, mẹ ơi. Hoàng ơi, mẹ có làm sao không ạ mẹ? Mẹ đừng có như thế, con lo lắm mẹ ơi. Anh Hoàng, anh gọi xe cấp cứu đi, không mẹ không qua được đâu. Anh gọi xe cấp cứu đi. Không ngờ trước lúc chết con người lại đau đớn như vậy. Chắc hẳn mẹ cũng từng đau như vậy mẹ nhỉ. Dù sao cũng không thể để bà ta chết trong cái căn nhà này được. Mẹ, làm sao bây giờ? Anh gọi được không? Con về rồi đây à? Mẹ có cái này cho con xem. Con xem đi. Mẹ tìm thấy nó ở trong một cái túi áo mà đã lâu không mặc đến. Đây, con xem đi. Mẹ ơi, mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đã. Sao có chuyện gì nói sau được không? Mẹ có như thế này con lo lắm. Mẹ đã tìm bức thư này 20 năm rồi. Mẹ không giết mẹ con. Mẹ ơi, mẹ không hại bố con. Hoàng, nghe mẹ một lần được không con? Hoàng, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Mẹ ơi, con nói không mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Thân gửi em Dung, lúc em nhận được bức thư này, chắc chị cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Chị biết bệnh tình của chị, nhưng may mắn thay, có em luôn bên cạnh chị. Dù không phải là ruột già máu mủ, nhưng đối với chị em còn hơn thế nữa. Chị ra đi, duy chỉ có một điều khiến chị luôn bất an, đó chính là thằng Hoàng. Nó còn quá nhỏ để thiếu thốn sự quan tâm từ mẹ. Chị xin em, một di nguyện cuối cùng, em hãy thay chị chăm sóc Hoàng được không? Chị biết em và anh Hải không hề có tình cảm gì với nhau, nhưng mà chị mong em sẽ thay chị chăm sóc bố con nơi ấy được chứ? Vạn lần đội ơn em. Kính thư Mai. Mẹ ơi, con sai rồi. Gần ấy năm con đã không đối xử tốt với mẹ. Mẹ ơi, con hại chết mẹ rồi. Con đáng chết. Con đáng chết. Anh đừng nói như thế. Em mất mẹ rồi. Em xin anh ở bên cạnh em. Đừng đi đâu hết được không? Anh đã hại chết rồi. Anh không đáng sống. Alo, tôi đây. Sao? Đã điều tra được khoản tiền 500 triệu dùng vào việc gì chưa? Dạ thưa chủ tịch, khoản tiền này đã được rút cách đây 3 ngày dưới danh nghĩa của anh Hoàng, nhưng người rút là chị Thu ạ. Thôi được rồi. Mẹ, cả tuần đi làm vất vả rồi, chủ nhật không nghỉ ngơi đi, suốt ngày điện thoại đấy. Để con bóc vai cho mẹ nhá. Cả tuần làm việc mà vẫn bị rút lõi ngân sách, nữa là nghỉ ngơi. Tập đoàn này sớm muộn rồi cũng phải đóng cửa thôi. Rút lõi ngân sách nào ạ? À? Ai ạ? À? Con ấy. Mẹ, con yêu thương mẹ như thế này mà con rút lõi ngân sách để làm gì? Con không làm nhưng vợ con làm. Cách đây 3 ngày nó mới lấy danh nghĩa của con rút 500 triệu trong ngân sách của công ty. Con định giấu mẹ à? Tưởng mẹ không biết à? Mẹ này, thật ra thì vợ con đang có việc cần, thế nên là... Việc cần á? Sao nó nhiều việc cần thế? Lúc thì 30, 50, rồi đến 100, 200, bây giờ lại 500 triệu. Nó cần cái việc gì? Việc ăn chơi của nó à? Nó tưởng làm dâu nhà giàu về đây để đốt tiền hả? Mẹ, con sẽ bảo cô ấy thêm tém lại à? Con chỉnh đốn lại vợ con đi. Sức chịu đựng của mẹ có hạn thôi đấy. Chồng, em mới mua bộ quần áo này, đẹp không? Anh làm sao đấy? Anh chán vợ anh nhỉ? Vợ này. Dạ. Anh có nói với em rồi, việc của công ty ấy, lúc nào em cần tiền thì em bảo với anh, anh rút cho. Chuyện 500 triệu em rút, mẹ biết được mẹ không vui đâu. Mẹ già rồi, anh kệ mẹ đi. Mẹ ôm một đống tiền đấy để làm gì đâu. Anh biết rồi, nhưng mà anh khó xử. Một bên là vợ, một bên là mẹ, anh không biết làm nào cả. Thế để em giúp anh dễ xử hơn nhá. Anh bỏ vợ đi, chọn mẹ. Bỏ mấy kiểu dỗi đi. Em chả dỗi đâu. Anh nghĩ thử xem, lấy chồng về mà chồng không lo được cho mình, chả bỏ đi giữ làm gì. Không phải là anh không lo được cho vợ, mà là anh còn mẹ, còn công ty. Thôi thế này vậy, lần sau em cần tiền ấy, em cứ nói với anh.
ít ra rút ở trên công ty anh có biết cách làm sổ sách để mà lên trình bày, chứ để vợ rút hỏng hết. Thôi được rồi, yêu chồng nhất trên đời, thôi đi ngủ nhá. Đi. Ngon không? Ngon. Ăn một miếng nữa nhá. Đẹp. Ơ mẹ. Các con, mẹ muốn công bố với các con một chuyện. Dạ, chuyện gì ạ? 28 năm trước đây, khi ấy mẹ vẫn chưa có địa vị gì, vẫn hai bàn tay trắng, nghèo khổ, vất vả mưu sinh. Lúc ấy mẹ đã đưa hai anh em Hoàng đi mưu sinh cùng mẹ. Nhưng mà không may, mẹ đã làm thất lạc anh của Hoàng. Mẹ nói thế là sao ạ? Khi ấy con còn nhỏ, mới có 2 tuổi, con chưa biết gì và cũng không nhớ gì cả. Sau này mẹ cũng không muốn nói cho con biết, bởi vì mẹ sợ con lo lắng. Nhưng mà thật may, mẹ vừa tìm thấy anh trai của con rồi. Trung, vào đây đi con. Mẹ, đây là anh trai của các con. Các con chào hỏi nhau đi. Mẹ, chào em dâu. Vâng, chào anh ạ. Anh về nhá. Em không muốn anh về. Anh phải ở lại đây với em cả ngày hôm nay. Anh phải đến công ty. Anh vừa mới ra trường, lại tiếp quản chức vụ giám đốc của một tập đoàn lớn. Anh không thể làm cho mẹ anh thất vọng được. Thương anh quá đi mất. Em muốn ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc cho anh ấy. Anh sẽ làm cho mẹ anh nghĩ anh trưởng thành. Sau đó anh sẽ cưới em, được chứ? Được nhá. Về cẩn thận nhá. Anh về đây. Thu, em có gì để nói không? Hả? Anh muốn em nói gì là nói gì? Em không muốn nói là em không dám nói. Em định bắt cá hai tay à? Hả? Em có bắt cá hai tay đâu. Em với anh ta mới quen nhau một tháng thôi. Và em với anh ấy yêu nhau thật lòng nữa. Trong suốt 3 năm qua, tôi đã yêu thương cô, chăm sóc cô. Vậy thì tôi là cái gì? Là vi phạm. Tôi cũng định nói với anh rồi. Nếu như anh biết tôi cũng nói luôn. Chúng ta chia tay đi. Chia tay á? Cô nói nghe dễ nhỉ. Trong suốt 3 năm qua, tôi đã chăm sóc cô. Tôi vừa đi học vừa đi làm để lấy tiền nuôi cô ăn học. Vậy mà bây giờ cô đối xử với tôi như thế á? Đấy là anh tự nguyện chứ tôi có ép anh đâu. Còn bây giờ tôi nói chia tay là chia tay, tôi có phải lo nghĩ cho tương lai của tôi nữa chứ? Khốn nạn! Cô nghĩ cô phủi tay dễ như thế à? Thằng ấy có biết cô đã có người yêu trong 3 năm qua không? Suốt 3 năm qua tôi với cô đã làm những gì? Được. Tôi sẽ nói cho nó biết về con người của cô, để xem nó còn yêu cô nữa không. Anh đừng lại. Là do anh ép tôi đi chứ. Ok. Thu, em có làm sao không? À? Anh đổ tay ra. Alo, 1-3 đúng không? Ở đây đang có người hành hung tôi. Cứu tôi thôi. Cô, con trai mẹ lớn lên đẹp trai quá. Mẹ, cũng may mà con được người ta nhận nuôi, lại được ăn học tử tế đàng hoàng. Mẹ rất biết ơn bố mẹ nuôi của con. Mẹ đang tính thời gian tới, mẹ sẽ bố trí hai mẹ con mình về quê để cảm ơn ông bà ấy. Mẹ sẽ tặng cho ông bà ấy một căn biệt thự để tỏ lòng cảm ơn. Con thấy thế nào? Dạ, cái đấy thì tùy mẹ. Mẹ xin lỗi nhá. Chỉ vì mẹ để thất lạc con,
mà con phải bươn chải vất vả. Mẹ, không sao đâu mẹ. Con thấy như vậy cũng hay. Con cũng đã khôn ngoan và hiểu đời hơn. Điều con đáng tiếc nhất trong cuộc đời là đã yêu nhầm một người mà đã vì cô ta mà phải ngồi tù một thời gian. Cô ta là ai? Là đứa nào? Thôi, dù sao thì cũng là quá khứ rồi. Con cũng không muốn nhắc lại nữa. Với lại, con cũng đã không liên lạc với cả cô ta từ rất lâu rồi à? Khổ thân con tôi. Con yên tâm, mẹ sẽ bù đắp cho con. Ngay ngày mai, con sẽ đến công ty để nhận chức phó chủ tịch. Dạ. Con phải làm quen với việc tiếp quản công ty đi. Mẹ già rồi, khi nào con đủ lông đủ cánh, mẹ sẽ giao toàn quyền công ty cho con. Mẹ, con thấy em Hoàng ấy, đã làm ở công ty từ rất lâu. Con nghĩ em sẽ hiểu biết nhiều hơn con. Thằng Hoàng ấy chỉ làm quân thôi chứ không thể làm tướng được. Với cái cách làm ăn không dứt khoát của nó, mẹ lo có ngày mất công ty như chơi ấy. Mẹ đã quyết định rồi, con phải là người chèo lái thay mẹ. Con đừng có phụ lòng mẹ nhá. Mẹ, con biết rồi à? Ai? Tôi tưởng Hoàng và mẹ đi làm lễ cho vợ chồng cô. Cô bảo cô bị ốm nên không đi được. Sao? Khỏe rồi hả? Em muốn thời gian bên cạnh anh lâu hơn. Không được à? Bên cạnh tôi á? Em dâu ăn mặc như này mà qua phòng anh chồng nói những lời như này nghe có vẻ không hợp lý cho lắm nhỉ? Anh đừng có mà giả vờ không quen biết em nữa được không? Rõ ràng là anh còn tình cảm với em cơ mà. Anh còn yêu em đúng không? Phải, tôi chưa bao giờ quên được cô. Nhưng mà mối quan hệ của chúng ta không phải là yêu nữa rồi. Không phải là yêu? Ý anh là không thể. Em và anh chẳng có máu mủ ruột già nào cả. Có gì mà không thể cơ chứ? Cô nên nhớ, cô là vợ của Hoàng. Vợ của Hoàng? Em còn yêu anh. Em không thể bên cạnh Hoàng, một người mà em không còn tình cảm nữa. Em sẽ có cách để rời xa Hoàng. Chúng ta quay trở về bên nhau, được không anh? Không khó chứ. Có gì đâu mà khó. Em sẽ làm cho Hoàng biến mất khỏi thế giới này. Sau đấy, anh sẽ đường đường chính chính lấy em về. Cái chuyện anh trai mà lấy vợ của em mình khi đã mất, đấy là chuyện bình thường thiên hạ đầy mà anh. Âm mưu hãm hại chồng, cho chồng chết, rồi ung dung đến với anh trai của chồng à? À! Ô là thứ rắn độc chứ không phải là con người. Mẹ và em đã được xem trực tiếp từ nãy giờ rồi đấy. Anh dám đặt máy quay lại đâu? Phải, vì tôi muốn họ biết con người thật của cô là như nào. Đối với cô, không có gì gọi là thứ tình yêu đâu, mà chỉ có là tiền thôi. Trước đây, vì muốn gạt bỏ tôi mà cô đã cho tôi đi tù. Còn nay, vì muốn gạt bỏ chồng mình mà cô sẵn sàng lên kế hoạch để giết chồng. Cô không xứng đáng làm con người đâu, Thu ạ. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Thứ ghê tởm. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô một lần nữa. Anh Hoàng. Cô tưởng tôi có đứa con thất lạc thật à? Nhầm rồi. Tôi chỉ có một mình thằng Hoàng thôi. Đương nhiên, cô vừa đánh mất cuộc đời của chính mình rồi đấy. Tôi chỉ muốn trả lại những gì cô đã gây ra cho tôi. Có được không? Hả? Cậu chính là người đã gọi điện muốn gặp tôi vì nói là biết rất nhiều những bí mật của con dâu tôi. Phải. Cậu nói đi. Nhà chỉ có mình tôi với cậu thôi. Bảo xem đi.
Đây là một số hình ảnh quá khứ giữa tôi và cô ta. Một mối tình 3 năm đẹp đẽ biết bao nhiêu. Rồi đùng một cái, cô ta khiến tôi thành một thằng tù để có thể rộng đường đến với con trai của bà. Còn có một số hình ảnh nữa về hiện tại của cô ta đấy, về đời sống trụy lạc. Bà xem cho kỹ vào. Đây mà, đúng là cái thứ con gái hư hỏng, vô tích sự. Vậy là thằng con trai tôi nó ngu muội, nó không nhận ra, lại nghe những lời ngon ngọt của nó. Tình hình này không khéo thì mất trắng hết về tay nó thôi. Tôi muốn bà trả mối thù cũ giúp tôi, đồng thời cũng sẽ khiến con bà có thể nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Nhưng mà bằng cách nào? Một vở kịch. Tôi là con trai thất lạc của bà. Cái gì đây? Em xin lỗi, em chỉ đang lau bàn thôi à. Đã mù rồi lại còn phá hoại à? Hả? Tôi đúng là vô phúc khi lấy phải người như cô ấy. Anh, em đâu có muốn bị tai nạn rồi bị mù như thế này đâu. Em đang cố gắng để không làm gánh nặng cho anh cơ mà. Cô cố bằng cách nào? Hả? Cố như thế nào? Hả? Cô biết là tôi chán ngấy cô lắm rồi không? Alo. Đợi tí nhá. Ê, đừng dịch đặt xem ạ. Anh ra đây. Anh, có chuyện gì thế? Em đến đây làm cái gì? Anh, lúc nào anh cũng nói là anh yêu em, anh yêu em. Thế mà nhìn em đến kìa, trong cái mặt anh, đúng là anh nói dối mà. Không, anh yêu em, anh rất yêu em. Anh chỉ sợ cô ta biết, xong cô ta đòi ly dị ấy. Mà ly dị là chia đôi tài sản, như thế bất lợi cho anh lắm. Thôi, em biết rồi mà, em sẽ cẩn thận hơn nhá. Lần sau ấy, em cứ gọi điện, ở đâu là anh sẽ đến luôn. Nhưng mà em có cái tin mừng này vui lắm, nên là em không thể không báo cho anh biết được. Tin gì đấy? Uầy, thật á? Em có thai rồi đấy. Cảm ơn em nhé. Ai? Ai đây? Là anh có phải không? Ai, còn ai vào đây nữa hả? Nhưng mà tại sao một tuần nay anh đi đâu mà anh không về? Sao? Thế tôi phải về để phục vụ cho cô bữa cơm ăn hàng ngày à? Lại vô tích sự như cô chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Không phải, ý em không phải là thế. Mà em lo lắng, em không biết là anh đi đâu cả. Tôi què chân đây. Anh... Tại sao anh bị như thế này mà anh không gọi điện anh báo em? Anh nói cho em một tiếng. À, tôi báo cho cái loại vô tích sự như cô để làm cái gì? Để cô vào viện chăm tôi à? Hay là vào viện xong rồi tôi chăm ngược lại cô? Hả? Em... Rồi, bây giờ tôi nói thật nhá. Đằng nào chân tôi cũng bị què rồi. Mà bây giờ tôi cũng phải nghỉ một thời gian để dưỡng thương. Cô nghĩ xem, bây giờ nhà mình lấy cái gì mà ăn? Hả? Anh đừng có lo. Không lo làm sao được. Tôi nghĩ thông suốt mấy ngày hôm nay rồi. Bây giờ ấy chỉ còn nước là cô đi ăn xin đi. Ăn xin xong kiếm tiền về đây cho tôi. Em đi ăn xin đi ạ? Không làm được à? Hả? Cái loại mù như cô ấy, đi ăn xin là đúng rồi. Nhưng mà em... Thôi không nhưng nhị gì hết.
hết nhá. Tôi nói như nào thì cô nghe như thế đi. Tôi bảo cô đi ăn xin thì cô đi đi. Đi đi nhanh lên. Đi. Dạ vâng. Em sẽ đi ngay ạ. Đi đi nhanh lên. Ông đi qua, bà đi lại, xin rủ lòng thương, cho tôi ít tiền. Cảm ơn anh chị ạ. Em đứng yên ở đây, chờ anh tí nhá. Ừ. Ông đi qua, bà đi lại, rủ lòng thương. Anh... Được bao nhiêu rồi? Sao anh lại đến đây? Anh không nghỉ ngơi ở nhà đi cho khỏe. Trời ơi, ở nhà mà không có cái gì ăn thì tôi chết đói à? Hả? Nào. Được có gần này thôi á? Hả? Chỗ này em cũng không biết là được bao nhiêu nữa. Trời ơi, tôi bảo cô nhá, bây giờ cô ngồi đây cũng khóc nhiều vào, thảm thiết vào, thế thì người ta mới rủ lòng thương, người ta mới cho thêm tiền nhá, thật nhiều tiền nhá, không thì tôi chết đói à? Hả? Dạ vâng, em biết rồi. Thôi, ngồi yên ở đây, khóc to vào nhá. Ông đi qua bà đi lại. Công nhận, nhiều tiền thật em ạ, nó mới ngồi xin một lúc mà đã được mấy lít rồi đấy. Đúng là có khiếu ăn xin thật anh ạ. Con này đúng là cái cây rút tiền tự động của hai chúng mình đấy. Thôi, anh cho em hết đấy. Em thích ăn gì thì cứ mua mà tầm bổ vào nhá. Đúng là anh nhiều. Thôi, đi thôi. Anh. Úi giời em. Nhớ quá. Này, cẩn thận con. Xin lỗi nha. Mà ở đây em có được thoải mái không đấy? Ôi dồi ôi, em yên tâm đi. Anh đã đuổi cái con mái già nhà anh ra khỏi nhà rồi. Thế á? Ừ. Nói đi rồi à? Ừ. Thế nên anh mới có cái không gian riêng tư này để mà chăm sóc em với cả con đấy. Mà đã thế nhá, lại còn có tiền cơ. Thật chứ? Anh đã nói dối em bao giờ đâu. Đi vào phòng, làm cái đi. Nhiều tiền phết đấy anh ạ. Mỗi ngày tận 400-500 nghìn. Cô ta bây giờ là công cụ kiếm tiền của chúng ta. Em tha hồ có tiền dưỡng thai nhá. Anh thông minh thật đấy. Tự nhiên là anh nghĩ ra cái chiêu à. Vừa tai nạn này, lại còn vừa có tiền, lại còn vừa có thời gian chúng ta ở bên nhau mới đúng chứ. Vì yêu em, điều gì anh cũng làm được mà. Sao này? Cô. Tôi không ngờ lại đối xử bạc mẹo với tôi như thế đấy. Phải, tôi thế đấy thì làm sao? Mà ai cho mày về đây giờ này hả? Ra ngoài đường kiếm tiền nhanh lên. Tôi bị mù, chứ tôi không có ngu. Các người tưởng là bây giờ tôi còn phải lai lưng ra kiếm tiền về cho các người nữa. Trách ai bây giờ? Trách mày ấy. Trách mày lại có mù lòa nữa. Vô tích sự. Phải, đúng là do tôi ngu. Rồi các người, các người sẽ phải nhận quả báo. Chưa biết ai mới phải nhận quả báo đâu. Cút đi.
Này, cô gái. Anh gì ơi, anh chỉ giúp tôi được ở đâu với? Anh ơi, anh có nghe được tôi nói gì không đấy? Anh gì ơi, tôi hỏi anh đấy. Anh chỉ giúp tôi, đây đang là đường nào? Đường á? Này, cô không nhìn thấy gì thì tại sao cô lại tìm đường để làm gì? Tôi muốn chết, bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi. Cô nói cái gì đấy à? Người ta thì mọi cách để được sống, còn cô lại muốn tìm cái chết dễ dàng như thế hả Linh? Nghe này, cô có nhớ chàng trai đã phải nhịn ăn để tiết kiệm tiền trả nợ cho bố và tiền học của mình không? Chúng là... Tôi đã trải qua hoàn cảnh như thế mà tôi còn chưa muốn chết. Vậy tại sao cô lại muốn chết à? Anh không biết đâu, sau khi gặp anh tôi đã gặp rất nhiều biến cố. Tôi đã lấy chồng, gia đình tôi thì phá sản. Bố tôi đã chuyển nhượng cái căn nhà của bố cho hai vợ chồng tôi. Tôi cũng đã sang tên cho hắn. Rồi tôi bị tai nạn, hắn dẫn mồ về, rồi hắn bắt tôi đi ăn xin để mang tiền về cho bố của hắn. Nghe này, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để cô chết như thế đâu. Nghe tôi, hãy mạnh mẽ lên. Vâng, vâng, vâng. Tôi nhận được tiền rồi anh ạ. Vâng, gia đình tôi sẽ chuyển đi ngay trong ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ. Thế phải chuyển đi thật hả anh? Ừ. Mong sao ấy, ông trời phù hộ cho ca mổ của con mình thành công. Như thế là mừng lắm rồi. Vậy phải đi nhà trọ ở à? Ừ. Tạm thời là chúng mình cứ ở viện với cả con đã. Sau khi mà ca mổ của con thành công ấy thì cả nhà sẽ chuyển về nhà trọ sau. Hóa ra là mấy lâu nay cô lừa tôi à? Cái gì? Lừa cái gì cơ? Thằng Tùng, nó không phải là con trai của tôi, cô đúng không? Nó là con của cô với cả thằng người yêu cũ cô. Nó vừa gọi điện đây này. Cô có thích nói nữa không? Nói nữa ấy, tôi sẽ đem nó đi xét nghiệm ADN rồi. Em có lừa gì anh đâu. Thực ra là đúng là thằng Tùng nó là con của thằng kia thật. Nhưng mà em quay lại. Vì cô của tôi vẫn lên giả cười, cô biết không? Cặp đôi hạnh phúc ngày nào, không ngờ bây giờ lại đến mức này cơ à? Cô, sao cô lại ở đây mà mắt cô? Mắt tôi đã được chồng tôi tìm bác sĩ tốt nhất để chữa trị. Còn đây là căn nhà của tôi, tại sao tôi không được đến à? Nhà nào của cô hả? À, cô bỏ chồng đi nhá, xong cô sang tên cho tôi rồi. Bây giờ cô đòi về đây làm gì nữa? Phải, lúc đấy vì tôi ngu ngốc nên là tôi mới tin anh. Còn bây giờ ấy, căn nhà này đã thuộc về tôi rồi. Cô đừng có mà láo nhá. Sao? Anh định làm gì vợ tôi? Căn nhà này ấy, tôi đã mua lại, cho nên đây là nhà của vợ tôi. Tôi nói sai à? Mày anh là giám đốc của Ham Group à? Thôi, chúng ta không cần phải nói chuyện dài dòng làm gì nữa. Bây giờ dọn đồ và ra khỏi nhà tôi ngay và lập tức. Tôi đã nói rồi mà, giờ các người sẽ phải gặp quả báo. Bây giờ ấy, hai người đi ngay đi. Anh ăn sáng
ấy. Hôm qua anh về muộn nên là hôm nay em dậy sớm nấu cho anh bát phở bò đấy. Anh còn khối việc công ty kìa, em ăn đi. Kìa anh, thì anh cũng phải ăn để có sức khỏe làm việc chứ. Anh đã bảo là anh không ăn, nói nhiều đấy nhở. Alo, dạ mẹ. Alo, con dâu đấy à? Dạ vâng, mẹ gọi con có chuyện gì đấy ạ? À, mẹ gọi cho thằng Hoàng mãi mà không được. Mẹ đang có việc gấp, muốn mượn con ít tiền. Thế con có tiện... Ơ, mẹ, vừa mấy hôm trước anh Hoàng gửi cho mẹ 10 triệu, mẹ tiêu hết rồi ạ? Thì hết mới mượn, chứ tôi mượn làm gì? Mà nói tóm lại là có gửi tiền cho tôi mượn không? Hay để tôi gọi thằng Hoàng? Mẹ ơi, mẹ cần bao nhiêu ạ? Khoảng 20 triệu. 20 triệu? Mẹ cần dục tiền làm gì mà nhiều thế ạ? Cái con này, có việc mới mượn tiền chứ. Còn chuyện gì thì là chuyện của tôi. Thế nói tóm lại là cô có cho tôi mượn không thì bảo. Con cũng cần phải biết lý do để con nói lại với anh Hoàng ạ. Có tí tiền hỏi đến lại làm mặt làm mày. Thân có tí chồng làm giám đốc, còn chưa phụng dưỡng cho bà già này ngày nào đâu nhá. Cần tí tiền lại thế này thế nọ. Thôi, tôi không cần nữa. Phiền chết đi được ấy. Mẹ ơi, đợi con một lát con gửi cho mẹ liền ạ. Dạ con chào mẹ. Này. Dạ. Làm gì mà tiêu hết 20 triệu một ngày đấy hả? Tại em có chút chuyện nên là em rút ra. Em nên nhớ, tiền anh kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt của anh. Không phải em thích dùng gì thì dùng. Nhìn xa hơn một tí đi. Em xin lỗi, lần sau em cẩn thận hơn. Mà anh không hiểu nhá, tại sao em cũng đi làm, cũng đủ ăn đủ tiêu. Thẻ này anh cầm, em tự đi mà lo liệu. Anh Hoàng, hôm nay cuối tuần anh không ở nhà ăn cơm với em à? Cơm ấy thì ăn cả đời cũng được. Công việc không phải lúc nào cũng đến, hiểu chưa? Nhìn xa trông rộng hơn một tí đi. Thế tối anh về sớm không? Chưa biết. Mẹ thấy cửa không khóa, thế nên là... Mà hai đứa đang có chuyện gì à? Mẹ mới lên à? Con đi làm đây. Mẹ lên thăm cái Thu. Tiện thể mẹ có việc ở trên này, mẹ nán lại vài hôm nhá. Mẹ cứ tự nhiên. Anh đi cẩn thận nhá. Hai đứa đang gây nhau đấy à? Thôi thôi, mẹ ngồi xuống đây đi. Thế à? Dạ. Hai đứa đang cãi nhau đấy à? Bọn con có chuyện gì đâu mẹ. Chẳng qua là con mắc mấy cái lỗi nhỏ nhỏ ấy. Thế là anh ấy có quát mắng con một tí xíu thôi, chứ không có chuyện gì lớn đâu. Ủa, mà mẹ lên đây làm gì đấy? Chắc là ở quê phải có việc gì thì mẹ mới lên đúng không? À, con biết rồi, mẹ đợi con một lát. Mẹ, trong này có 10 triệu, mẹ cầm về lo việc ở nhà. Chắc phải có việc gì lớn lắm thì mẹ mới lên đây. Cứ yên tâm, mẹ dùng hết đi, con gửi thêm cho. Không, mẹ không cần tiền. Mẹ gọi điện cho con mãi không được nên mẹ mới lo. Mẹ lên xem con như thế nào. Không có chuyện gì là tốt rồi ạ. Mà con có chuyện gì à? Không, con có chuyện gì đâu. Mẹ thân yêu của con, chả mấy khi mẹ lên đây. Bây giờ nhá, con chạy vào trong thay bộ quần áo, xong con đưa mẹ đi vòng vòng tham quan cả cái thành phố này được không? Ừ, thế cũng được. Đợi con nhá. Sao cái con bé này lạ thế nhỉ? Từ đâu lại khiến một cái đứa vô lo vô nghĩ thành một cái đứa biết điều thế không biết. Khuya rồi sao con không đi ngủ đi? Mẹ ngủ trước đi ạ. Con đang đợi anh Hoàng về. Khuya thế này anh chắc cũng uống nhiều đấy. Con về xem nấu nướng gì cho anh ấy ăn. Giờ cũng đã 12 giờ rồi, chắc nó cũng đã ăn gì rồi. Con đợi làm cái gì? Thôi đi ngủ đi con ạ. Con không sao đâu mẹ, con đợi một lát nữa thôi. Mẹ vào ngủ trước đi nhá. Anh hôm nào cũng uống nhiều như thế hại gan lắm đấy. Cô thì biết cái gì à? Lo cái thân cô đi. Tôi muốn thế à? Thôi anh đừng có cáu. Anh ăn gì không em nấu?
Thôi, cô đi mà ăn. Tôi... Ôi, đi, em đưa anh vào trong luôn. Đi cẩn thận. Thế con nghỉ làm có ảnh hưởng gì không? Còn có ảnh hưởng gì đâu mẹ. Con đi làm đi à? Anh, ăn sáng đã dọn đi. Hôm qua anh say rượu vừa còn mệt đấy. Sáng nay em không đi làm à? Em không. Mẹ lên đây chơi mấy hôm, em phải ở nhà với mẹ chứ. Mẹ cứ hối nó đi làm nhưng nó không chịu, cứ đòi ở nhà với mẹ. Không sao, dù gì tháng nào con cũng gửi cho con gái mẹ đủ tiền chi tiêu mà. Em cứ ở lại chơi mẹ đấy nhá, anh làm đấy. Alo, tôi đây. Anh ơi, không hay rồi anh ạ. Có kẻ giở trò, cổ phiếu công ty giảm sập sàn. Chưa kể, các nhà đầu tư lần lượt thu hồi vốn. Lần này, chúng ta chết chắc rồi anh ạ. Cái gì? Anh nói lại tôi nghe xem nào. Có chuyện gì đấy hả anh? Anh Hoàng... Mất rồi, mất hết cả rồi. Có chuyện gì đi nữa, có mẹ ở đây, con có không được vô phụ với vợ mình như thế chứ? Mẹ biết cái gì? À, mỗi tháng tôi gửi về cho con gái mẹ 20 triệu đấy, là có tiền lương của cô ấy nữa. Thế tiền đi đâu hết? Mẹ đòi hỏi xem. À, chưa tính nhá, cô ấy còn chả đả động gì đến công việc của tôi đâu đấy. Em không động đến công việc của anh là bởi vì anh không cho em xíu vào. Mỗi lần em quan tâm, chăm sóc anh đối xử với em thế nào anh nhìn thấy chưa? Quan tâm á? Cô chỉ quan tâm tiền của tôi thôi. Công ty của tôi phá sản ấy là do cô đấy. Con cứ bình tĩnh, hàng xóm nghe được không hay đâu. Bình tĩnh á? Công ty tôi phá sản, mẹ bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Mỗi tháng gửi tiền cho con gái mẹ phải biết chi tiêu, chi ly tính toán vào, tiết kiệm vào. Bây giờ công ty phá sản ấy, phải đưa tiền cho chồng để chồng gây dựng lại công ty chứ. Chỉ biết tiêu không biết đủ à? Có gì từ từ nói. Con hiểu nhầm gì rồi chăng? Hiểu lầm á? À, chắc là mỗi tháng tôi gửi tiền về cho con gái mẹ, con gái mẹ gửi cho mẹ chứ gì. Anh quá đáng rồi đấy. Anh đừng có mà nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi chưa động đến một đồng một hào nào của anh đâu. Tức là cô tự nhận cô là một người vợ không biết điều, tiêu tiền của chồng không biết thương tiếc à? Trong này có 500 triệu, tôi vừa bán đất ở quê xong, định bụng lên thăm vợ chồng cậu, cho vợ chồng cậu số tiền này để lấy vốn làm ăn. Nhưng mà những gì tôi chứng kiến những ngày vừa qua ấy, thì tôi lấy số tiền này để chuộc con gái mình. Kìa mẹ, mẹ. Suốt mấy tháng qua, tôi không liên lạc được với cái Thu. Nó có bắt máy ấy, thì bảo là bận. Tôi không biết nó bận cái gì, mà đến một cuộc điện thoại trọn vẹn cũng không có. Bây giờ thì tôi mới biết là nó bận chăm một thằng chồng không ra gì như cậu. Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu, thật ra là anh Hoàng. Con đừng nói nữa, quấn gói về quê với mẹ. Mẹ chuộc lại con. Mẹ không thể nào mà chứng kiến được để cho người ta hành hạ con cả thể xác lẫn tinh thần được. Đi đổ. Kìa, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Em với mẹ ngồi nghỉ ngơi đi. Anh đi lấy nước nhá. Con mới dọn một phòng đấy. Mẹ ở lại chơi bọn con vài ngày. Lần này tôi tiễn con gái tôi lên đây là vì ý nguyện của nó. Tôi cũng không đành lòng cắt đứt tình cảm giữa nó với cậu. Tôi đưa nó lên đây xong tôi về. Cậu không phải chuẩn bị gì cho tôi cả. Mẹ, con xin lỗi chuyện vừa qua. Tất cả là do công việc của con có nhiều áp lực quá. Xa Thu, con mới biết con không thể sống thiếu Thu được. Con hy vọng mẹ tha lỗi cho con và chúc phúc cho hai bạn con ạ. Mẹ, con nghĩ là anh ấy cũng thay đổi rồi. Anh ấy sẽ không như trước nữa đâu. Giờ tôi có nói gì đi chăng nữa thì hai người cũng đã về với nhau rồi. Tôi chỉ có hai điều muốn nói với cậu và mong cậu ghi nhớ. Thứ nhất là cậu nói như thế nào với mẹ cậu thì nói, đừng làm khó con gái tôi nữa, nhất là chuyện tiền nong. Tôi biết chuyện xui ra khó can thiệp lắm, nhưng mà cứ vòi tiền con dâu như thế là không hay lắm đâu. Mẹ, con biết rồi ạ. Chuyện này con cũng vừa mới biết xong.
mẹ con bị nghiện cờ bạc, con nói thế nào cũng không bỏ. Con cũng đã nói với mẹ con rồi, có việc gì thì anh nói trực tiếp với con, đừng liên quan đến vợ con, mẹ yên tâm nhá. Được, chuyện còn lại thì tôi chỉ muốn nhìn con gái tôi hạnh phúc. Và lại thỉnh thoảng cậu cũng chở nó về thăm tôi nữa. Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ không để đánh mất Thu thêm một lần nào nữa đâu ạ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ này, công ty con cũng ổn định rồi. Cái chuyện mà mẹ cho con vay tiền ấy, con sẽ trả lại mẹ để mẹ an dưỡng tuổi già nhá. Không cần, cậu cứ cầm lấy, để luôn nhớ là tôi có thể đòi con gái tôi bất cứ lúc nào. Kiểu mẹ, mẹ em nói đùa đấy. Mẹ em biết là công ty vẫn còn khó khăn, không làm thế với anh đâu. Thôi, mẹ về. Mẹ này, con đưa mẹ xuống để mẹ đón xe nhá. Không cần, cậu cứ đưa cái Thu vào trong nghỉ ngơi đi. Nó đã khóc suốt cả tháng qua rồi đấy. Đi đi, mẹ về nhá. Mẹ về cẩn thận ạ. Thu này, anh xin lỗi, anh để em chịu thiệt mất rồi. Không sao cả, em biết anh bị áp lực của công ty rất là nhiều, nên là mới như thế, em không để bụng đâu. Cho anh thêm một cơ hội nữa nhá. Anh yêu em. Cúi xuống lau nhà một chút nhá. Còn bố về thấy nhà bẩn lại mắng mẹ đấy. Chịu khó một chút nha con. Anh, sao cô, sao anh lại? Ồ, hóa ra đây là con lợn xề nhà anh đấy à? Ờ. Khiếp, kinh thật. Lợn xề mà không biết nhà lợn xề, chắc là cứ nghĩ anh làm hỏng nhan sắc của nó đấy. Mà có các loại lợn xề nào vừa béo lại còn vừa xấu thế đâu anh nhở? Cô cút ra khỏi nhà tôi. Cái cô này buồn cười nhở. Đây là khách tôi dẫn về nhà, ai cho cô đuổi khách ra khỏi nhà hả? Anh ăn hưởng vừa vừa thôi, anh đã ngang như cặp bồ của cô ta bên ngoài rồi, còn dẫn cô ta về để xỉ nhục vợ anh à? Đấy, thì làm sao nào? À, đối với tôi ấy, cô chẳng khác gì một cái con Usin cả. Anh cái gì? Nếu mà cảm thấy không thoải mái ấy, thì vào trong dọn cái ổ của mình, biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, nhanh! Kinh thật, em phải công nhận là anh sống được với cái loại xấu xí như thế này, cái sức chịu đựng của anh tuyệt. Chỉ cần ấy, em không thích là anh sẽ đuổi cổ cô ta đi luôn. Thôi, không phải quan tâm nó làm gì. Anh em đi vào nhà kia. Anh nhớ em quá đấy. Từ đã, anh làm cái gì mà vội thế hả? Em đang đói bụng cái này. Anh bảo Usin nhà anh nấu cái gì ngon ngon cho em ăn đi, có sức thì mới chiến đấu chứ. Đấy, cô nghe thấy gì chưa? Đó, cô đi vào trong bếp nấu cái gì ngon ngon cho người yêu tôi ăn đi, nhanh lên. Con người của áo mắt vừa vừa thôi. Cô này, tôi nói cho cô biết nhá, thứ nhất đây là nhà tôi, nghĩa là cô phải tuân theo cái quy luật của tôi, cô hiểu nhá. Bây giờ tôi vào đi tắm, đúng 10 phút nữa tôi ra, cô phải dọn cái gì đó ngon ngon để cho tôi với cả người yêu tôi ăn. Cô nghe rõ chưa? Thôi, em ở đây cứ tham quan nhà cửa tự nhiên nhá. Anh vào trong kia, anh tắm, ủ cả. Dạ vâng ạ. Ô kìa, vào nấu thịt ta đi lên. Đứng nghỉ đấy à? Thank you.
Con không ăn thì thôi, sao lại hất như thế? Tao thích thì tao hất đây, tao đẹp thì tao có quyền. Cô, trời sẽ phạt cô. Con ơi, con không sợ chứ, không sao đâu, không sao đâu. Cái gì? Mày định dùng cái thai ra để dọa tao á? Mày định dọa tao đúng không? Mày định dọa mày. Cái con mất dạy này, ai cho mày dám đánh người yêu tao hả? Cái loại mày ấy, ở lại đây làm ô xin cho tao không xứng nhá, cút ra khỏi nhà tao ngay. Thôi anh ơi, mình đi vào trong đi anh, cái này mất thời gian quá. Điện thoại. Tao xong hiệp ấy mà mày vẫn chưa cút ấy thì mày biết tay tao đấy, nghe chưa? Con ơi, con ở lại với mẹ đi, mẹ xin con. Con ơi, con ơi, sao con bỏ mẹ đi? Con ơi, thẩm mỹ viện. Rồi à? Cô là ai hả? Cô có biết cô đang làm gì với chồng tôi không? Cái thứ giật chồng đi thoả kia. À, thì ra là vợ nhí của anh Sang à? Mày bảo ai là vợ nhí? Ồ, những thứ mà không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình đâu. Tôi nghe nói chị cũng chỉ là thứ cướp chồng, nên tôi đâu cần phải nể nang gì đâu. Những thứ gì đã là của ta thì đừng ai mong lấy được. Anh bảo này, đứng đây đợi anh một chút nhá. Được rồi nhá. Đợi anh tí. Người mà ở bên cạnh chồng tôi vào ngày sinh nhật và dám thách thức của anh ấy là cô sao? Thiên Kim. Tưởng ai? Hóa ra là bà vợ bầu bí lạch bạch của anh Sang à? Sao? Sợ mất chồng nên định đến đánh ghen à? Mày nói lạch bạch hả? Sợ mất chồng á? Tao làm sao phải sợ mất chồng nhỉ? Không sợ thì cô đến tìm tôi để làm gì? Tao nói cho cái loại giật chồng như mày biết, mày không đủ sức để đấu với tao đâu.
biết điều thì tránh xa chồng của tao ra, đừng để tao phải nổi giận. Trời ơi, sợ quá. Nhưng mà tôi lại cứ thích vo ve ở quanh anh Sang, chọc tức cô đấy, thì làm sao? Mày dám? Cô làm trò gì đấy? Anh ơi, em sợ lắm. Cô ta dọa, cô ta sẽ tạt axit em, không cho em ở bên cạnh anh nữa. Dám à? Cô ta đồng kịch đấy. Cô ta dọa em là không cho con của anh chào đời. Cái gì? Cô nói cái gì? Thiên kim của tôi nói như thế à? Này, cô đừng có mà ăn nói lên thuyên nhá. Thiên kim của tôi ấy là một người trong sáng, tâm hồn lương thiện. Tất cả một con kiên cũng không dám làm hại. Thế thì làm sao mà dám xâm hại đến tính mạng của một đứa trẻ hả? Anh Sang, anh bị cô ta cho ăn bố mê thuốc lú rồi hả? Mà anh không biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Có mà cái loại cô ấy, loại cô mới là con rắn độc ấy. Thiên kim, em đừng sợ nhá. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để cái con rắn độc để làm hại em đâu. Không, em sợ lắm. Mày được lắm. Và cả anh cũng thế. Anh ăn chán rồi, rồi tìm đồ ăn mới đúng không? Anh mà không suy nghĩ lại thì anh sẽ phải hối hận đấy. Em đừng sợ nhá. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để cô ta làm hại em đâu. Anh thề đấy. Không, em sợ lắm. Nhớ, cô ta dọa anh như thế, rồi cô ta làm thật thì sao? Cũng có lý đấy. Cô ta thì có cái gì mà không dám đâu chứ nhở? Thôi đi. Anh dám ngang nhiên dẫn cô ta về nhà để hú ý sao? Mày, mặt mày cũng dày lắm con danh kia. Thì sao? Chẳng phải là ngày xưa cô cũng như thế à? Hả? Anh tính làm cái gì đấy hả? Tôi tính làm cái gì á? Tôi tính ngay bây giờ ấy, cô thu dọn đồ đạc cút ra khỏi nhà tôi ngay nhá. Tôi không thể nào sống với cả cái loại rắn độc như cô thêm một giờ một phút nào nữa cả. Anh đuổi em đi để dẫn cô ta về nhà sống sao? Không bao giờ, em sẽ không đi đâu cả. Đây là nhà của em. Này này, đây chưa bao giờ là nhà của cô nhá. Đến cả cái đám cưới chính thức cô còn không có. Trong mắt tôi ấy, tôi chỉ coi cô là cái máy lẻ thôi. Nếu như mà bây giờ ấy, cô không biến ra khỏi đây ngay ấy, thì cô biết là vợ cũ của tôi như thế nào rồi đấy. Anh ơi, em xin anh đấy. Cô ta không phải loại người tốt gì đâu. Anh thử việc gọi em đi bây giờ thì mới đi đâu hả anh? Đấy không phải là việc tôi cần quan tâm nha. Hay cô ở đây làm ô xin cho tôi đi. Dù sao thì tôi cũng đang cần một ô xin mà. Không bao giờ.
tôi sẽ không bao giờ giống vợ cũ của anh ngày xưa đâu. Anh nên nhớ, tôi sẽ không bao giờ quên cái chuyện này đâu. Cô dám dọa tôi á? Để tôi chống mắt lên xem cô định làm gì tôi. Rồi, biến đi, đi chỗ khác đi. Anh tuyệt tình với tôi như vậy thì đừng bao giờ trách tôi. Đi đi. Đi cái gì? Alo Tuấn à, cái vụ mà giấy tờ phi pháp bị lộ ra ngoài ấy, mày có biết cách nào để... Đúng là mấy thằng bạn đều mà. Trời ơi, sao cái nước sôi lửa bỏng như thế này mà Tiền Kim lại không nghe máy của mình nữa chứ. Tiền Kim ơi, em lại không nghe máy lúc này nữa chứ. Nó sôi lửa bỏng như này em đừng bỏ anh. Sao? Chuyện làm ăn gặp vấn đề gì rồi ạ? Cô đến đây để làm gì? À? Dĩ nhiên là tôi hôm nay đến đây để ăn mừng kẻ phụ bạc mẹ con tôi sắp phải vào tù. Làm sao mà cô biết được chuyện này? Hay chính cô là người đã đưa giấy tờ cho công an đúng không? Tôi đã từng cảnh cáo với anh rằng nếu như anh phụ bạc mẹ con tôi thì anh sẽ phải trả giá cho tôi mà. Đúng đấy, chính tôi là người đã nộp giấy tờ cho công an đấy. À! Anh đánh tôi, anh dám đánh chết con anh sao? Có cái gì mà không dám chứ? Hả? Cái loại rắn độc ấy, hại chồng hại con như cô ấy, con khốn nạn này. Thôi đi. Tiền Kim, em đi đâu mấy ngày hôm nay đấy? Anh liên lạc mãi cho em chả được. Anh bị cái con rắn độc này hại sắp phải vào tù rồi. Phen này ấy, chỉ có một mình em là cứu được anh thôi. Em sao em cười giống một người vào tù thôi ư? Bị giật chồng thôi ư? Từng đó làm sao trả được cái tội ác mà hai người đã gây ra cho con tôi. Em nói cái gì đấy? Cô là... Đúng vậy, tôi chính là con lợn xề đó đây. Sao hai người không nhận ra? Xuất sắc quá đúng không? Cô đúng là Trang thật à? Thì ra cô dùng cách này để trả thù tôi với anh ta sao? Tôi tưởng cô xấu xí khu khờ như nào, ai ngờ lòng người cũng thật là thâm sâu hiểm ác mà. Còn anh, anh là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Anh đã tự tay giết chính con của mình. Tôi chỉ dùng cách này để anh về giết con của anh và phải ngồi tù. Như thế đâu có gì là độc ác. Nỗi đau mất con của tôi, cô và cả anh ta chẳng bao giờ hiểu được. Nếu không vì đứa nhỏ trong bụng cô không có tội gì thì tôi đã khiến cho anh ta về đối xử với cô như chính cái cách mà trước đây anh ta đối xử với tôi rồi. Coi như đấy là cái giá phải trả cho sự bất nhân và bất nghĩa của hai người. Sau này cố gắng mà sống cho đàng hoàng để tích đức cho đứa con ở trong bụng của cô. Còn anh vào ngồi tù rồi thì gắng mà suy nghĩ lại lỗi lầm của mình và sống cho tử tế. Cuộc đời này luôn có luật nhân quả. Thank you.
câu hỏi thế ý là sao? Ý là tôi đừng có về nhà này nữa hả? Mẹ ơi, không phải ạ, con không có ý đấy đâu ạ. Đúng là cái loại ít học, nói năng cũng ngu. Ít học nó thế đấy. Mẹ ơi, con chỉ muốn chào hỏi mẹ thôi ạ. Mà cô ý tứ quá nhỉ. Mẹ chồng về cũng không mời mẹ chồng được cốc nước à? Đúng là cái loại ngu như lợn. Có cái văn hóa tối thiểu như thế không biết à? Dạ, con xin lỗi ạ, để con đi lấy nước cho mẹ ngay. Mà cô thấy tác hại của việc ngu chưa? Đã biết thế nào là ít học chưa? Mẹ ơi, đúng là con không học đại học thật đấy ạ. Nhưng mà con có ăn học tử tế, chứ không phải là như Phường vô học mà mẹ nói con ạ. Vô học hay không ấy thì nhìn một cách ứng xử là biết. Mẹ chồng nói một câu mà cãi ngay được. Có cái đứa nào có học mà ứng xử như cô hay không? Mà hôm trước ấy, tôi đã bảo cô là có tiền thì đưa cho tôi để tôi còn đầu tư lô đất. Thế mà cô lại bảo là cô không có. Mà chồng cô nó đi làm về cô cầm hết tiền mà lại bảo là không có à? Mẹ ơi. Mà đến bây giờ ấy, cái lô đất nó lên 10 giá. Một đống vàng như thế mà ngu không biết mà hốt. Càng nhìn nó tôi càng đến bực. Mẹ ơi, thật sự là con không có tiền thật ạ. Anh Trung anh ấy làm, anh ấy cầm hết tiền, con không cầm một đồng nào cả. Thế à? Thế kể ra thằng con trai tôi nó cũng khôn đấy nhỉ. Chứ mà đưa tiền cho cô ấy thì không biết là sẽ như thế nào. Mình mẹ. Thưa đến chơi đấy à? Dạ chào bác ạ. Con đến tại vì có ít tài liệu, con muốn anh Trung ký vào hợp đồng ạ. Hợp đồng á? Dạ. Dạ mẹ, chuyện là mẹ đẻ ra anh không cần phải giải thích. Nhìn cái điệu bộ của anh ấy là mẹ biết không thật thà gì rồi. Đi vào trong bổ hoa quả cho mẹ đi, để mẹ và Thư nói chuyện với nhau một lúc nhá. Dạ vâng. Đi vào đi. Mà cái Linh vợ thằng Trung nhà này nó đi vắng đúng lúc nhỉ? Con đến mấy lần mà không gặp nó đúng không? Dạ. Con mới đi Pháp về, con có ít quà, mong bác nhận cho con ạ. Có cái váy với cả ít mỹ phẩm bác ạ. Quà? Mỹ phẩm Pháp hả? Dạ vâng ạ. Trời ạ, lúc nào sang chơi với bác ấy cũng quà cáp như thế này. Cái này chắc là đắt tiền lắm đúng không? Dạ bác thích là được rồi ạ, tiền năm quan trọng gì ạ? Đúng là có ăn có học, ăn nói dễ nghe, dễ lọt tai. Bác thích lắm, bác cảm ơn cháu nhé. Dạ, bác thích là được rồi bác ạ. Chả như cái con dâu nhà này, chán quá. Giá như mà con làm con dâu bác thì phải là... Ôi, con cũng muốn thế lắm bác ạ. Nhưng mà anh Trung ấy, anh cứ chơi đứt đôi ấy bác ạ. Cứ lưỡng lự cả hai bên. Chứ còn con thì lúc nào cũng có một lòng một dạ với anh Trung cả bác ạ. Con nói như vậy là bác hiểu rồi. Nếu con có lòng như vậy thì làm con dâu bác nhá. Nhưng mà còn chị ta thì sao ạ? Nó cứ để đấy mẹ tính. Mẹ. Con gái. Cái này đẹp quá con ạ. Anh này. Hả? Anh có thể... Nói thì nói luôn đi. Cứ lắp bà lắp bắp. Có cái nói không xong. Ít học được như thế à? Hả? Chuyện là mẹ ở quê đang bị ốm nặng. Với cả em đang cần tiền gấp. Thì thích cứ về đi. Ai cấm cô phải ở đây đâu. Nhưng mà em đang cần 50 triệu. Bao nhiêu? 50 triệu ạ. Điên à? Cướp đâu ra 50 triệu? Vâng, bình thường em không cầu xin anh cái gì. Nhưng mà lần này em cầu xin anh đấy. Anh có thể đưa cho em 50 triệu để em về quê phẫu thuật cho mẹ được không? Vấn đề ở đây là không có tiền. Tiền lương tháng của anh một tháng cũng cao mà. Anh đưa cho em một ít thì anh vẫn còn tiền để lãi đấy. Này, bây giờ cô theo dõi cả tiền của tôi à? Hả? Cô thích ấy
hay là cô giỏi ấy, ra ngoài mà kiếm tiền mà cứu mẹ cô đi. Mẹ của em thì cũng là mẹ vợ của anh, tại sao anh lại nói thôi chịu máu mủ rộ ra cái gì hả? Nói chung là vấn đề ở đây là không có tiền, còn cô muốn làm gì thì làm, thế thôi. Ôi trời, mẹ, mẹ nói mất chồng là sao? 50 triệu, mẹ tiết kiệm bao nhiêu năm nay, giờ không thấy đâu con ạ. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, con xin phép mẹ con về quê ạ. Mẹ con đang ốm nặng, rồi mấy hôm nữa là con lên ạ. Không về lúc nào, lại về đúng lúc này. Tôi đang mất tiền, cô đã tìm cho tôi chưa? Dạ, con tìm hết trong tủ quần áo rồi ạ, nhưng mà con không thấy. Mẹ nhớ lại xem, hay là mẹ để nhầm ở đâu không ạ? Tôi đã lẫn đâu mà cô bảo tôi nhầm? Thế thì nhẹ, nhà mình có trộm à? Con nhìn xem, trộm gì mà nhà cửa vẫn còn nguyên như thế này, không có gì đảo lộn cả. Mẹ nói con mới để ý, cũng đúng. Nhà cửa không có gì đảo lộn, chỉ có mất 50 triệu của mẹ thôi. Mà hôm qua mẹ vẫn thấy 50 triệu đấy, mà hôm nay đã mất rồi, tức là chỉ có mất trong ngày hôm nay thôi con ạ. Ý mẹ là... còn là gì nữa? Đây không phải là trộm ngoài, mà là trộm nhà. Ôi giời ơi, mẹ, con đang trộm của mẹ làm cái gì? Cái thằng này, mẹ không nói con, mẹ nói người khác. Ý mẹ là con ăn trộm mẹ ạ? Đấy nhá, không khảo mà cô tự xưng đấy nhá. Tự nhiên tự dưng cô lại đòi về quê, đúng cái lúc tôi mất tiền như thế này. Có khi nào là cô mang tiền về quê đúng không? Mẹ! Cô quát ai? Giấu con mà mất dạy như thế à? Đúng. Bây giờ đấy minh bạch, cô bỏ cái túi của cô ra để cô kiểm tra. Nhớ may cô lấy cái tiền của mẹ tôi về để chữa bệnh cho mẹ cô thì sao hả? Anh cô đưa đồ đây để tôi kiểm tra. Mày xem kỹ xem. Cái gì đây? Kìa. Ôi trời. Đúng là bằng tiền của mẹ rồi con ạ. Mẹ. Hóa ra cô ăn trộm tiền của mẹ tôi thật à? Hả? Này, anh đừng có sỉ nhục tôi nhá. Tôi biết đấy, là cô rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cô, nhưng mà tôi không ngờ là cô dám dở cái trò này. Này, tôi biết là cô ít học, nhưng mà tôi không nghĩ là cô ngu như thế đâu. Không phải là tôi. Đấy, con thấy chưa? Mẹ đã nói là nó không xứng đáng để lấy con. Cái ngữ này ấy, bỏ ngay. Chỉ có cái thứ ấy bị xứng đáng làm dâu con nhà này thôi. Nhưng mà... Thôi, cô cút ra ngoài đây. Cút về nhà ngoại cho cô đi. Tôi không bao giờ chấp nhận cái loại vừa ít học lại ăn trộm như cô. Ra ngoài. Tôi không phải lấy. Đi ra ngoài. Ra ngoài. Anh. Anh cái gì? Anh. Ra ngoài. Uống nước đi các bộ dạ, uống đi. Vợ ơi. Anh vào đi. Ôi trời ơi, sao em cứ khóa trái cửa như thế hả Thư? Em đã thay quần áo cho mẹ, nhớ có anh vào ngại chết đi được ấy. Thế à? Vất vả cho em rồi. Không sao đâu, mẹ của anh cũng là mẹ của em mà. Em chăm sóc mẹ là điều đương nhiên. Tự nhiên mẹ lại bị tai biến như thế. Thực sự là anh thấy vất vả cho em quá. Em cố gắng chăm sóc mẹ giúp anh nhá. Mình là vợ chồng, anh đừng có khách sáo như thế. Em không thích đâu nhá. Mẹ ơi, con phải đi công tác nước ngoài 1 tháng. Ở nhà đã có vợ con chăm sóc mẹ rồi mẹ nhá. Con biết là mẹ không muốn cho con đi, nhưng mà tại vì con phải đi để còn phát triển sự nghiệp của con nữa mẹ. Anh cứ yên tâm đi, ở nhà đã có em lo cho mẹ rồi mà. Vậy em cố gắng giúp anh nhá. Vâng ạ. Thôi, anh đi đi, kẻo chạy chuyến bay bây giờ. Thôi, anh bây giờ ra chuẩn bị đồ đạc đây. Vâng ạ. Con đi đây mẹ. Bà khóc cái gì mà khóc? Có phải bà muốn nói với con trai của bà là cô con dâu này không chăm nổi bà có đúng không? Nhưng mà tiếc thay, ông trời có mắt thật đấy. Khiến bà đã liệt nửa người rồi, lại còn câm điếc nữa. Lúc nào cũng u ớ. Bà có nhớ không, ngày đấy bà đuổi đứa con dâu ít học của bà ra ngoài đường,
bà cứ tưởng tôi thích bà. Không có chuyện đó đâu. Từ ngày đầu tiên gặp mặt bà, tôi đã ghét bà rồi. Cái loại người vừa hám tiền vừa hám của như bà á. Bà ăn của tôi bao nhiêu quà cáp, bao nhiêu đồ ngon rồi. Tôi tìm cách để rửa hận, bây giờ mới có cơ hội đấy. Bà cứ tưởng tôi như con linh á, bà có thể bắt nạt á. Còn lâu đi. Alo, Tùng à, nhớ giao hẹn của chúng ta không? Được, chồng tôi đã đi rồi. Anh đến đón cái bà già này cả nhà nhà tốt cho tôi nhá. Nhớ đấy, nhớ là 100 triệu đồng để mai luôn. Nghe chưa? Bà có thấy không? Nhưng mà tôi nhớ là bà biết đi xe lăn cơ mà. Tôi định nói với anh Trung ấy, là bà tự nhiên bỏ ra ngoài. Tôi làm sao mà biết được. Lúc đó ấy, thì nhà chỉ còn tôi và anh Trung thôi. Này, sáng giờ xin từng ngày đấy á, không biết xin à? Hả? Làm việc nhầy à? Ơ kìa, này, anh kìa, ai cho anh đánh người già như thế? Việc của mày à? Đúng là không phải việc của tôi, nhưng mà tôi cũng không cho phép anh đánh người già như thế. Bác ơi, bác có làm sao không ạ? Bác... Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ở đây ạ? Này, ai cho phép anh đánh mẹ tôi đấy? Tôi sẽ báo công an. Báo đi. Tao mua con mụ tao về. Mụ tao phải làm việc tao, biết chưa? Mua bán á? Là sao cơ? Ai bán? Con dâu của mụ ta. Được rồi, cô ta bán mẹ tôi với giá bao nhiêu? Tôi sẽ chuộc lại. 200 củ. Tôi sẽ trả anh. Mẹ mất tích đã cả tháng rồi mà sao không có tin tức gì nhỉ? Tất cả là lỗi của em. Chỉ tại em mãi làm việc nhà quá, em không để ý được mẹ. Mẹ đâu em cũng biết đâu. Kìa em. Em đừng có tự trách bản thân của mình nữa. Anh biết là em chăm sóc mẹ như nào, em lo lắng cho mẹ ra sao. Mọi chuyện em làm anh đều biết hết. Thôi, mẹ vào đây ạ. Mẹ cẩn thận. Đây. Mẹ ngồi xuống đây ạ. Này. Mẹ, tại sao mẹ lại đi với cô ta à? Cô, hóa ra cô chính là người bắt cóc mẹ à? Cô bỏ bộ mặt giả tạo của cô ra đi. Cô bán mẹ, bây giờ cô làm như là cô không biết gì à? Này, cô nói cái gì đấy? Bán là như nào? Này, cô đừng có mà ngậm máu phun người như thế. Cô đã bán mẹ cho thằng bảo kê với giá 100 triệu và tôi đã phải chuộc lại 200 triệu. Bây giờ cô làm như cô không biết gì á. Đây, tôi sẽ mang cái clip này lên công an, rồi cô lên đấy mà kêu oan đi. Được rồi. Gì đây? Anh phải nghe em nói đã. Cô là quỷ chứ không phải là người nữa. Tôi không ngờ cô là loại người hai mặt như thế đấy. Không, anh phải nghe em nói đã, chứ không phải là như vậy đâu. Không phải nói gì hết nữa. Tôi và mẹ tôi đã tin cô như thế nào mà cô lại đối xử với mẹ tôi như thế à? Cô, hóa ra mẹ tôi hay khóc là vì mẹ tôi sợ cô à? Em biết em sai rồi, em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em đi. Sai cái gì? Tôi sẽ đưa cái đoạn video này cho công an, lên đấy mà trình bày. Đừng anh. Tôi tưởng là anh bỏ tôi để kiếm người có học. Thì đúng là người có học thật đấy. Có học về những cái điều khốn nạn này, những cái điều vô đạo đức này. Tôi thấy anh thật là đáng thương đấy. Con nghĩ đây là việc tình nghĩa cuối cùng mà con dành cho mẹ. Chúng ta hết duyên rồi, mẹ ở lại sống tốt nhá. Con chào mẹ. Linh.
Em dậy rồi à? Chị mua bánh với sữa đấy, em ăn sáng đi nhá. Hôm nay chị bận nên không nấu được cơm trưa, có gì em ăn ngoài nhá. Suốt ngày cho tôi ăn bánh với sữa. Chị không biết nấu ăn thì cũng phải cố mà học cho biết nấu chứ. Cho người ta ăn như thế này ai mà sống được. Hôm nay chị bận nên chỉ mua được thế thôi. Em ăn tạm một hôm nhá. Tạm á? Thế chị tiêu tiền của anh tôi có tiêu tạm không? Có chồng rồi mà đi làm điệu đà gớm nhở. Quyến rũ anh tôi, chấp nhận làm vợ hai rồi mà bây giờ vẫn chưa thỏa mãn à? Còn định ve vãn ai nữa. Ơ, trả lại cho chị. Tôi không trả đấy, lấy được là của tôi. Mà cây son đắt tiền như này ấy, chị không xứng đáng dùng nó đâu. Đây là son anh Hoàng mua tặng chị. Em trả lại cho chị đi. Nếu mà em thích, chị mua cho em cây khác. Tôi biết ngay là cô lại vòi vĩnh anh tôi mà. Cô ấy, đúng là cái thứ đàn bà xấu xa. Suốt ngày chỉ biết đòi hỏi của chồng thôi. Từ lúc chị bước chân vào cái nhà này ấy, là tôi cảm thấy ngứa mắt lắm rồi đấy. Em thôi đi được rồi đấy. Hôm nay chị rất bận, không có thời gian đôi co với em đâu. Còn nếu mà em cứ muốn sỉ nhục chị như thế, chị cũng không khách sáo với em đâu. Ghê nhở, tôi thách chị đấy, chị định làm gì? Định đánh tôi à? Hay định giết tôi? Chị cứ thử làm đi, để xem anh tôi có để yên cho chị không. Em, chị định làm gì? Nhịn cũng giỏi thật đấy. Được rồi, để xem chị còn vui vẻ được bao lâu. Mày điên à? Mày làm cái trò gì đấy? Anh đi mà hỏi vợ anh ấy. Chị ta nấu ăn, cố tình không nấu phần của em, lại còn nấu toàn những cái món em không ăn được nữa. Như thế có phải là hành hạ em không? Cho dù thế nào ấy nữa ấy, thì mày cũng không được đập phá. Chị dâu không nấu thì mày không nấu được à? Bây giờ lại còn minh vợ nữa à? Trong mắt anh ấy còn có đứa em gái này không đấy? Anh cứ để cô ấy đậm đi. Nếu mà khó ở quá ấy, thì xả stress một chút cũng được mà. Chị... Đấy, anh nhìn cho kỹ bộ mặt thật của vợ anh đi. Tao với cô ấy chẳng có vấn đề gì cả. Người có vấn đề là mày ấy. Xin lỗi chị dâu ngay. Không bao giờ, chị ta không phải là chị dâu của em. Chị ta chỉ là vợ kế của anh thôi. Anh đừng. Không nên đâu. Ngay từ đầu cô ấy đã không đồng ý để chúng ta kết hôn rồi. Gây rối cũng là chuyện bình thường thôi. Với lại em cũng không phải người mềm yếu, dễ bắt nạt gì. Anh không phải sợ em chịu thiệt. Chị... Sáng nay cô ấy đã vứt cây son mà anh tặng em vào thùng rác rồi. Chị đừng tưởng chị nói ra như thế thì anh cơ sẽ bênh chị nhá. Chị cũng chỉ là cái đứa lấp đầy chỗ trống cho anh tôi thôi. Đã là vợ lẽ thì chả có cái quyền gì ở đây để mà vênh váo cả. Anh dám đánh em á? Được, rồi sẽ phải hối hận thôi. Từ bé giờ nó chiều nên bây giờ hư quá. Anh sẽ nói chuyện lại với nó. Em đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Anh ạ. Chị. Anh ngồi đi. Thủy. Không ngờ lại gặp em ở đây. Hai người quen nhau à? Ơ, anh Hoàng không biết à? Anh Trung với chị Thủy là bạn học cùng nhau đấy. Ngày xưa thân thiết lắm ý. Thế chị Thủy không kể cho anh nghe à? Thôi, mọi người ngồi chơi đi. Để tôi vào lấy hoa quả. À, em cũng vào phụ chị. Chị, em có sao không? Nóng quá. Chị Thủy, em biết là em vụng về rồi. Thế nhưng mà hôm nay chị cũng phải giữ thể diện cho em một tí chứ. Hôm nay có khách đến chơi mà. Cô đang nói cái gì đấy? Chính cô tự va vào tôi rồi ngã cơ mà. Chị quá đáng quá rồi đấy. Vừa nãy ở trong bếp chị đã... Thôi không nói nữa. Em biết là chị không thích ở chung, nhưng mà cũng vì em chưa có tiền nên mới vợ ở nhờ nhà anh chị thôi. Trời đất ơi, cô diễn giỏi thật đấy. Cô nghĩ là cô làm như thế thì anh ta và anh cô sẽ thương xót cô à? Thủy, dù sao thì hôm nay có khách, em đừng làm mất mặt nữa. Chuyện em chồng với cả chị dâu ấy cũng là cổ tích rồi. Dù có như nào ấy thì em cũng không nên cư xử như vậy.
Trung. Anh không thấy là cô đang diễn à? Hai người không nhìn ra chuyện gì à? Dù sao tay con bé cũng đỏ ửng lên rồi. Em đừng nói thế nữa. Thôi, anh không phải mắng chị nữa đâu. Nếu mà chị không thích như thế này thì mai em xin phép dọn ra ở riêng ạ. Mình đi xử lý vết thương đi. Cô có ý gì đây? Ý gì là sao? Tôi không ngờ chị gặp lại tình cũ mà lại lạnh nhạt thờ ơ như thế được đấy. Tôi đúng là phục chị thật đấy. Ý cô Trung là tình cũ của tôi á? Cô điên rồi. Tôi với Trung chỉ là bạn thôi. Trước đây và bây giờ đều như thế cả. Chị không cần phải biện minh cho mình đâu. Hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ cho anh tôi và cả anh Trung thấy được con người chị tệ hại như thế nào. Nực cười. Có phải là cô thích anh Trung mà anh ta không thích cô, nên bây giờ cô trút giận lên đầu tôi đúng không? Cô biết không? Cô quá tội nghiệp. Chị im đi. Chị có biết vì chị mà anh ấy chìm đắm trong đau khổ không? Anh ấy không thiết đáp lại tình cảm với tôi. Nếu mà không có chị thì chúng tôi đã yêu nhau lâu rồi. Hóa ra là như vậy à? Vậy thì tôi nói luôn cho cô biết nhá. Tôi với Trung chỉ là bạn thôi, không có tình cảm gì cả. Thậm chí là chúng tôi còn không liên lạc với nhau cơ. Chị nghĩ tôi sẽ tin lời chị nói à? Vậy cô muốn sao? Đến trước mặt anh ấy nói rõ ràng. Chị dám không? Được. Nhưng mà sau đấy Trung có yêu cô hay không ấy thì tôi không chắc. Ok. Thế nhưng mà chị đừng có nghĩ đến chuyện sẽ chơi tôi. Nếu mà chị dám giở trò ấy thì tôi cũng không từ thủ đoạn nào đâu. Vậy à? Vậy thì cô cũng nghĩ cho kỹ nên dùng thủ đoạn nào với chị dâu để không bị anh trai đuổi ra khỏi nhà nhá. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Nếu mà cô đã thách thức tôi thì tôi sẽ cùng cô chơi vụ này. Hôm nay em đến đây tìm anh có chuyện gì đấy? Có người nói rằng anh yêu thầm em đã nhiều năm nên từ chối tình cảm người ta. Em thấy có lỗi nên đến đây để xác nhận. Làm gì có chuyện như thế. Với lại ấy, chuyện của quá khứ ấy, thì làm sao tính là thật được. Nếu anh mà thích em thì anh đã bày tỏ rồi. Vậy sao anh không nói rõ ràng với người ta để người ta hiểu nhầm? Anh có biết là cuộc sống hôn nhân của em đang đứng trên bờ vực tan vỡ không? Ý em nói là Trinh, chuyện đã qua rồi ấy, thì cho qua đi, chứ mình nhắc lại làm cái gì? Anh nhầm rồi. Em không đến đây để hạ bệ cô ấy. Dù sao Trinh cũng là em chồng của em. Em cảm thấy mình cũng cần có trách nhiệm. Chuyện Trinh thích anh chắc là anh cũng biết. Biết. Anh biết rất là rõ. Nhiều lần anh đã nói với Trinh rồi, nhưng mà cô ấy vẫn cố tình không hiểu. Hôm trước ở nhà em về, anh mới biết Trinh cố tình mời anh đến để biết rằng là em đã kết hôn. Trinh là người nông cạn, hơn nữa lại rất cố chấp. Em mong rằng anh một lần nói rõ ràng với cô ấy về chuyện của chúng mình. Em không muốn anh Hoàng lại nghĩ ngợi. Đấy, anh thấy chưa? Chị ta đang hẹn hò với người khác đây này, còn chạy đến tận cửa nhà người ta nữa. Chị đúng là cái loại trơ trẽn. Cô nói cái gì đấy? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi cơ mà. Sao cô lại lôi anh mình vào chuyện này cơ chứ? Tôi phải đưa anh tôi đến đây để nhìn rõ khuôn mặt thật của chị chứ. Để anh tôi không bị cái vẻ ngoài của chị lừa lọc nữa. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Mới có mấy ngày thôi đã không chịu được phải chạy đến tận cửa nhà người ta như thế này à? Hóa ra đây là mưu hèn kế bẩn của cô đấy à? Để tôi xem, sau vụ này cô sẽ được cái gì? Anh Hoàng, tôi có thể giải thích cho anh rõ ràng chuyện này. Mong anh đừng có nghi ngờ gì về Thủy. Tôi tự định đoạt, không cần anh phải xen vào. Thì ra anh chính là nguyên nhân khiến cho gia đình tôi lục đục. Nếu gia đình tôi mà có chuyện gì, anh đừng có trách tôi. Anh, nghe em nói đã. Anh Trung, anh giận em đấy à? Em làm như thế chỉ là muốn cho anh nhìn rõ bộ mặt của cô ta thôi. Cả anh và anh trai em cần phải tỉnh ngộ. Cô làm loạn như thế chưa đủ à? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi là tôi không hề có tình cảm gì với cả cô. Chúng ta chỉ thích hợp làm bạn thôi. Cô không hiểu à? Đấy là anh vẫn còn tơ tưởng đến chị ta. Anh xem, chị ta thì có cái gì hay nào? Nhân cách thì thối nát, trơ trẽn ve vãn anh em để được làm vợ lẽ. Bây giờ lại còn muốn chạy đến bên anh nữa. Chị, cô không hiểu.
hay là đang cố tình không hiểu. Tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với cả Thủy. Nếu mà có ấy, thì đây là chuyện riêng của một mình tôi. Thủy không hề hay biết gì cả. Mong cô đừng có làm phiền Thủy nữa. Thế tại sao anh không buông bỏ? Tại sao anh vẫn mê mẩn không chịu đáp trả tình cảm của em? Em yêu anh như thế cơ mà. Chúng ta thử yêu đương với nhau có được không? Tôi có người yêu rồi. Người yêu tôi ở bên nước ngoài. Sang tháng tôi sẽ qua bên đấy với cả người yêu tôi. Không, anh đang đùa em đúng không? Em biết là vừa nãy em làm thế có hơi quá. Thế nhưng mà anh cũng đừng có nói với em như vậy chứ. Thực sự là tôi đã nói với cô rồi, là tôi không hề có tình cảm gì với cả cô. Đến bây giờ tôi cảm thấy cô rất là phiền. Tại sao cô không thể giữ chút liêm sỉ cho bản thân của mình được à? Anh Trung, em biết em làm như thế là sai rồi. Anh đừng có giận em nữa. Bây giờ anh muốn em làm gì cũng được. Chỉ cần anh hết giận thì em làm gì cũng được. Về đi, đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa. Nếu mà cô còn gây chuyện cho tôi và Thủy, tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu. Đi về đi. Anh Trung. Đi về đi. Anh Trung. Anh Trung. Anh Trung. Anh Trung ơi, đừng giận em nữa. Anh bỏ em ra. Rốt cuộc là anh em nhà anh muốn cái gì? Em mệt mỏi lắm rồi đấy. Thế còn em? Em thừa biết người đó là người sinh thích còn gì. Nó quá đáng với em. Anh đồng ý. Nhưng có nhất thiết là em phải sang tận nhà cậu ta? Em gặp Trung chỉ vì thỏa thuận giữa em và Trinh thôi. Nó muốn em nói rõ ràng với cậu ta. Và em cũng chẳng nói gì để ảnh hưởng đến tình cảm của họ cả. Làm thế đó à? Trinh đã nói hết với anh rồi. Em không cần phải giấu. Ok. Nếu mà bây giờ em chưa quên được ấy, anh sẽ cho em toại nguyện. Anh nghe nó nói. Vậy đã bao giờ anh hỏi em chưa? Anh có bao giờ nghĩ tại sao nó luôn gây sự với em trong cái nhà này chưa? Em cũng chỉ muốn cuộc sống chị dâu, em chồng được hòa thuận. Vì vậy em mới đến đó thôi. Đây là lý luận của em. Anh tin nó. Anh tin nó mà anh không tin em. Mày làm cái gì đấy? À, tao vẫn đứng đây. Đây là chị dâu của mày đấy. Mày có giỏi mày tát tao đi. Anh để em dạy dỗ chị ta đi. Vì chị ta mà anh Trung không yêu em nữa. Bây giờ anh Trung có người khác rồi. Em mất tình Trung thật rồi. Anh nghe thấy gì chưa? Người như cô ấy thì làm gì có ai chịu được cơ chứ. Tất cả là tại chị. Tại chị quyến rũ anh ý. Chị đúng là con hồ ly tinh. Im đi. Ngay từ ban đầu Trung đã không hề thích cô rồi. Trung đã từ chối cô rất nhiều lần. Vậy mà cô vẫn bám giết lấy người ta, van xin tình cảm của người ta. Cũng thất bại mà. Chị, tình yêu thì cần có sự rung động. Cô thử nhìn lại mình đi. Ngoài sự lười nhác, miệng lưỡi thì cay độc, thích gây hấn, cô có cái gì để người ta yêu? Đúng. Đúng là tôi dàn dựng tất cả mọi chuyện để cho bọn họ nhận ra sự xấu xa của chị. Nhưng mà tôi thua rồi. Kể cả không phải là lỗi của chị đi nữa, thì chị cũng có tư cách gì để mà dạy đời tôi? Chị thì có cái gì mà cả anh và anh Trung đều mê mẩn chị đến thế? Tôi có lòng tự trọng, còn cô thì không. Thì ra tất cả do mày bày vẽ ra. Anh thực sự quá thất vọng với mày. Mày mù quá ngay thôi đi. Đây mày đổi vấy tội lỗi lên đầu của chị dâu mày. Mày phá hoại hạnh phúc của gia đình này rồi. Nhưng mà em không biết làm cách nào để anh Trung yêu em cả. Điều đó có nghĩa là mày được làm tổn thương đến người thân của mày à? Ngu ngốc. Dọn đồ ra khỏi nhà tao. Nhanh. Anh đuổi em á? Bây giờ em thê thảm như thế này rồi mà anh còn đuổi em à? Anh là anh trai của em đấy. Bây giờ mày cũng biết tao là anh trai của mày rồi à? Những điều mày gây ra ấy, bây giờ mày phải chịu tất cả hậu quả của nó. Hãy tìm một chỗ nào đấy, tự chất vấn lương tâm của mình đi, xem mình đã đúng hay sai. Anh Hoàng, bình tĩnh lại đi. Không được. Do chúng ta đã quá nuông chiều nó rồi. Chính vì chúng ta nuông chiều, thế nên bây giờ nó mới ngu ngốc như này. Dọn đồ ra khỏi nhà tao ngay. Nhanh. Thủy, anh xin lỗi. Anh hồ đồ theo nó rồi. Thôi được rồi. Anh xin lỗi rồi thì thôi. Nhưng nếu có lần sau anh không tin vợ anh nữa thì người ra đi sẽ là em đấy.